Chính giữa phi thuyền có một đạo sống lưng nâng lên thật cao, chia thân thuyền thành làm hai, hai bên trái phải đều có một khoang thuyền lộ thiên, bên trong bài bố rất nhiều chỗ ngồi, phía trên đều có khắc một vòng phù văn hình tròn. Bọn người Hàn Lập được lục hoa phu nhân chỉ dẫn, liền đi vào chỗ ngồi trên khoang thuyền bên trái, theo thứ tự mà ngồi xuống. Còn đám người khôi thành thì ngồi bên khoang thuyền bên phải, mấy người ách quái thì vẫn đứng ở đầu thuyền. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, ách quái ra lệnh một tiếng, xuất phát. Lục Hoa phu nhân dẫn đầu đi vào trong một tòa pháp trận hình tròn trên đầu phi thuyền tinh chuẩn, khoanh chân ngồi xuống. Ách quái cùng mấy người còn lại cũng theo sát phía sau, ngồi vào trong mấy tòa pháp trận hình tròn bên cạnh lão. Mấy người cùng lúc bấm pháp quyết, ra tay thúc dục, pháp trận dưới người nhao nhao tỏa lên hào quang sáng như tuyết, trên xương trụ chính giữa thân thuyền cũng liên tiếp sáng lên hào quang tinh thần, giống như cánh thuyền buồm từ từ kéo lên. Cả chiếc phi thuyền tinh chuẩn chấn động dữ dội, đung đưa trên mặt đất một chút, rồi từ từ bay lên trên bầu trời. Chờ đến khi phi thuyền bay cao hơn trăm trượng trên hư không, lục hoa phu nhân mở miệng quát khởi động cấm chế. Đám người hai thành huyền khôi nghe tiếng, vội vã dựa theo phương pháp mà lục hoa phu nhân đã giảng dạy trước đó, liền thúc giục một thân huyền công ra, huyền khiếu trên thân mỗi người đều sáng lên mấy chục chỗ, phù văn hình tròn dưới người cũng theo đó mà tỏa ra ánh sáng. Theo từng đợt hào quang lưu chuyển mà ra, phù văn trên thân thuyền một đoàn nối theo một đoàn mà sáng lên, từ bụng thuyền kéo dài ra, một mực lan đến cánh chim hai bên, khiến cho cả phi thuyền giống như một con chim ưng màu trắng dương cánh bay lượn hàn lập ở trong đó chỉ cảm thấy huyền khiếu trong người cùng với phù văn cấm chế trên phi thuyền tựa như hô ứng lẫn nhau cũng không có cảm giác lực lượng trong người bị rút ra mà ngược lại giống như cả người đang ở bên trong một mảnh tinh quang rực rỡ làm cho cả thể phách cảm thấy thoải mái vô cùng lúc này chỉ thấy hai tay lục hoa phu nhân biến đổi pháp quyết ấn liên tiếp mấy cái trước phi thuyền hào quang tỏa ra từ hai đoàn phù văn thật lớn trên hai cánh phi thuyền tinh chuẩn càng phát sáng hơn phát ra từng trận rung động mãnh liệt trong lòng hàn lập cảm giác gì đó liền ngửa đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy ngôi sao đầy trời tựa như được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bất ngờ trở nên sáng rực rỡ đột nhiên từ trên trời cao hai đạo ánh sao màu trắng thật to chiếu xuống dọi thẳng vào hai cánh chim trên phi thuyền tinh chuẩn khiến cho cả phi thuyền ầm ầm rung động đám người trên khoang thuyền nhốn nháo kinh hô vội toàn lực thúc dục phi thuyền cất cánh bay đi. chương 929, bồng bình trao đảo. Không cần kinh hoàng, dựa vào lực lượng bản thân phi chu thì không thể nào đối kháng không gian phong bạo, chỉ có tiếp dẫn đầy trời lực lượng tinh thần mới có thể bảo đảm chúng ta không trở ngại tiến vào trong thông đạo. Ngữ điệu lục hoa phu nhân bình tĩnh nói, mọi người nghe vậy, lúc này mới thoáng yên tâm hơn một chút. Quả nhiên, tinh chuẩn phi chu lúc đầu rung mạnh thoáng trầm xuống mấy trượt, lát sau mới dần dần ổn định lại. Ngay sau đó, mọi người liền thấy toàn bộ phù văn tinh thần minh khắc trên phi chu tuôn ra từng đoàn lực lượng tinh thần như suối phun sau đó tương hỗ hòa vào nhau hóa thành một màn sáng tinh thần trắng như tuyết bao phủ toàn bộ phi chu sau một lúc lâu hai cánh phi chu bắt đầu vỗ toàn bộ thân thuyền bắt đầu di chuyển về phía trước chậm rãi bay vào hẻm núi hàn lập cảm nhận được khí băng hàn tạt trước mặt cùng cảm giác nóng như lửa từ phía bên phải truyền qua tâm tư bắt đầu thu liễm lại tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát biến hóa bốn phía trên thuyền ngoại trừ cấm chế pháp trận phát ra ngoài từng trận tiếng động, còn thấy không có thanh âm nào khác, tất cả mọi người đều nín thở tập trung suy nghĩ, hết sức chăm chú. Đối với lần mạo hiểm này, không có bất kỳ ai, kể cả lục hoa phu nhân, dám nói là không sơ hở tí nào. Phi thuyền chậm rãi tiến vào hẻm núi, từng cỗ băng lam hàn phong từ bên trái lao qua, tựa như từng thanh băng đao vô cùng sắc bén cắt lên thân tinh chuẩn phi chu. Chỉ có điều, màn sáng tinh thần bên ngoài phi chu lại rất dẻo dai, bất luận hàn phong kia gào thét thiết cắt thế nào, mặc dù thỉnh thoảng lõm xuống, nhưng thủy chung cứng cỏi vô cùng, không có chút dấu hiệu bị phá vỡ. Phía bên kia, hỏa diễm trong hẻm núi sinh ra nhiệt độ cực cao, rừng rực cuốn đến, làm một nửa màn sáng đều trở nên đỏ rực nhưng vẫn như cũ không thể nào đốt cháy màn sáng tinh thần. Chỉ là khí băng hàn thấu xương kia và sóng khí nóng rực không thể nào bị ngăn cách, vẫn xuyên vào bên trong khoang thuyền, nhất thời làm mọi người hai bên khó chịu muôn phần, không còn loại cảm giác thoải mái dễ chịu lúc trước nữa. Vừa tiến vào phía trong mấy trăm trượng, ngay gần hẻm núi là nơi băng lam hàn phong và xí nhiệt hỏa diễm giao nhau, cũng không triệt tiêu mà vẫn có lực lượng còn sót lại. Dưới sự va chạm nhau, chúng sinh ra cơn lốc, tuy rằng chưa đi đến cơn lốc trước mặt, thế nhưng từng trận tiếng gió cuồng bạo như ác ma gào rú đã đủ để dày vò màng nhĩ mọi người đau nhức rồi. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, một đạo gió lốc mạnh mẽ được sinh ra trong cơn lốc thổi cuốn qua, đánh vào phía đầu phi chu. Tinh chuẩn phi chu lập tức chấn động kịch liệt, đầu thuyền lệch mạnh về một bên, hướng va vào vách lam băng óng ánh phía bên trái. Thân thuyền to lớn bị cỗ lực lượng này tác động, đầu và mạn thuyền đều nghiêng về một bên vách núi, một khi va chạm, nửa bên trái thân thuyền nhất định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, dưới cơn lốc trong hẻm núi này cuốn qua, chỉ sợ toàn bộ tinh chuẩn phi chu sẽ tan vỡ. Đến lúc đó không còn màn sáng tinh thần bảo vệ, bọn hắn sẽ trực tiếp đối diện với băng lam hàn phong và xí liệt hỏa diễm, thậm chí còn có thể chịu ảnh hưởng của cơn lốc mà bị cuốn vào trong không gian phong bạo, vậy kết cục hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây kinh hoàng không thôi, đầu thuyền bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, lách mình phóng tới bên trái mạn thuyền, chính là thành chủ ách quái. Chỉ thấy hai tay mười ngón của lão xòe ra, hai tay đẩy ngang về phía vách núi màu lam óng ánh. Lòng bàn tay và cánh tay lão hiện ra chi chít, chăng chịt huyền khiếu, như là ngôi sao trong bầu trời đêm liên tiếp sáng lên, từ trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng làm lòng người kinh hãi. Hàn lập nhìn hai cánh tay của lão, trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ số lượng huyền khiếu mở ra trên cánh tay kia cũng đã gần 200 chỗ, chính là tập hợp huyền khiếu trên toàn bộ thân thể của ai khác cũng chưa chắc nhiều như vậy. Xem ra trước kia thần dương nói lão mở ra hơn 1.000 huyền khiếu, chỉ sợ cũng không phải là nói ngoa. Chỉ thấy huyền khiếu trên hai cánh tay ách quái lập lòe hào quang, hai lòng bàn tay và đầu 10 ngón đồng thời sáng lên bạch quang đẹp mắt, hóa thành từng cột sáng sáng ngời, to bằng ngón tay, tiến đến màn sáng tinh thần, rồi lặng yên không phát ra tiếng động dung hợp vào trong đó. Ngay sau đó, mặt ngoài màn sáng tinh thần liền có từng đoàn từng đoàn chấn động hình tròn to lớn sáng lên, một cột tiếp một cột sáng màu trắng to lớn từ trong ngưng tụ ra, kéo dài vào tới vách núi màu lam óng ánh bên trái. Ầm ầm ầm, một hồi thanh âm nổ ầm vang lên, nham thạch trên vách núi màu lam oánh ánh nứt vỡ, mảng lớn vách núi sụp xuống. 12 cột sáng to lớn chống vào tựa như mái chèo của thuyền, cứng rắn đẩy cả thân hình khổng lồ của tinh chuẩn phi chu trở lại, quay theo hướng cũ đầu thuyền lúc trước bị lệch hướng liền chậm rãi trở về quỹ đạo thân thuyền cũng rất nhanh bình ổn lại đám người huyền thành thấy vậy lúc này mới thoáng thở dài một hơi lúc trông thấy mười ngón tay ách quái vừa thu lại những cột sáng màu trắng ngoài màn sáng tinh thần kia liền chậm chậm rụt trở về cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thì sự khiếp sợ trong lòng hàn lập càng thêm mãnh liệt có thể đột một phóng lực lượng tinh thần bản thân ra ngoài hơn nữa tạo thành lực phá hoại thật lớn thật ra cũng không khó nhưng có thể thu phóng tự nhiên như ách quái khống chế lực lượng trầm ổn vi diệu như vậy, lại mười phần không dễ. Đệ nhất nhân huyền thành này quả thật không giống người thường. Một hồi phong ba không xem là nhỏ cuối cùng cũng vượt qua, nhưng tâm thần mọi người cũng không dám buông lỏng chút nào, tiếp tục hết sức thúc giục tinh chuẩn phi chu, tiến đến phía cơn lốc cuồng bạo kia. Sau đó, lục hoa phu nhân không ngừng điều chỉnh hướng phi chu, càng trở nên thuận buồm xuôi gió, hữu kinh vô hiểm tránh được từng luồng gió lốc, rốt cuộc chống đỡ tới gần cơn lốc do băng hỏa lưỡng trọng thiên đan vào hình thành hú, hú, theo tiếng gió càng ngày càng vang, màn sáng bao phủ tinh chuẩn phi chu dù chưa bị xé rách nhưng không ngừng biến hình. Hàn lập ngồi ở trong khoang thuyền, toàn thân sáng lên gần trăm huyền khiếu, bên ngoài thân đã nổi lên một tầng chân cực chi mô. Đám người huyền thành còn lại cũng giống thế, đại đa số trên thân mỗi người đã sáng lên hơn trăm huyền khiếu. Đây không phải là ách quá yêu cầu mọi người ra sức làm, mà là càng tới gần cơn lốc, khoảng cách với băng lam Hàn Phong càng gần. Hàn Phong càng trở nên rét thấu xương, lại càng phát ra mãnh liệt. Màn sáng tinh thần có thể cách trở được một phần, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được toàn bộ, hàn khí xuyên vào khoang thuyền làm bọn hắn lạnh thấu xương. Không ít người trên mặt đã lộ ra dấu vết do tổn thương vì giá rét, bờ môi cũng bị hàn phong thổi nứt ra. Khác biệt với tình trạng cực hàn bên này, mọi người phía bên khôi thành lại thật nóng bức như thân ở trong địa ngục. Làn da trên thân hầu hết mọi người đều hiện ra một màu đỏ hồng, toàn thân mồ hôi không kịp lưu lại, đã bị bốc hơi sạch sẽ. Trên bờ môi của bọn họ, hầu như đều do nhiệt độ cao thiêu đốt mà tạo ra từng vết khô nứt, hiện ra một tầng da chết màu trắng. Tất cả mọi người chú ý, sắp tiến nhập thông đạo, hết sức khống chế phi chu. Đúng lúc này, thanh âm Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên từ đầu thuyền vang lên. Mọi người nghe tiếng, tâm thần siết chặt, tinh thần cũng theo đó chấn động. Hàn Lập Thuận theo bên trái mạn thuyền nhìn tới phía trước, chỉ thấy sâu trong hẻm núi là một mảnh xương mù hỗn loạn. Vô số kẽ nứt không gian trải rộng bốn phía, chỗ chính giữa ở phía dưới có một cỗ băng phong và một phiến xích hỏa giao hòa lẫn nhau, phía trên cơn lốc cuốn cao, chảy vào trong không gian phong bạo. Âm âm âm, từng trận thanh âm nổ vang không ngừng truyền đến, tinh chuẩn phi chu rung động mạnh không thôi, thân thuyền cũng truyền đến từng trận thanh âm ken két. Tâm thần Hàn Lập ngưng tụ, liền thấy phía trước đầu phi chu đã sắp tới gần cơn lốc màu trắng. Hú, đúng lúc này, đầu thuyền tinh chuẩn phi chu đột nhiên uốn éo, toàn bộ thân thuyền bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bị kéo vào trong gió lốc đám người hàn lập nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng toàn bộ cơ thể như sắp bị nhấc lên rời khỏi khoang thuyền hắn vội vàng vận chuyển thần thông thân hình hạ xuống phía dưới vững vàng ngồi trở lại bảo vệ chặt pháp trận dùng hết sức tiến nhập vào trong cơn lốc liền có thể nắm chắc một chút lục hoa phu nhân lớn tiếng kêu gọi trong lúc nhất thời phía trên phi chu vang lên không ngừng tiếng rầm 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 đám người hai thành huyền khôi đều không còn dám ẩn giấu thực lực nữa từng người vội vã thúc giục công pháp, liên tiếp thắp sáng huyền khiếu trên cả người. Toàn bộ chiếc tinh chuẩn phi chu bộc phát ra một đoàn bạch quang sáng ngời, chiếu rọi cả hẻm núi phảng phất như ban ngày. Chỉ đến lúc này, mọi người mới phát giác loại tình huống có lợi cho bản thân khi vận hành phi thuyền trước kia bắt đầu phát sinh chuyển biến. Lực lượng tinh thần trong cơ thể bọn họ bắt đầu bị tiết ra ngoài tràn trề, để bổ sung thôi động cấm chế trên thân tinh chuẩn phi chu. Cùng lúc đó, ngân hà sán lạn trên 9 tầng trời tựa hồ cộng hưởng cùng chiếc phi chu này, từng ngôi sao chấp động hào quang. Hai đạo tinh quang to lớn chiếu xuống càng trở nên ngưng thực, dọi vào hai cánh tinh chuẩn phi chu, khiến cho màn sáng bao phủ toàn bộ thân thuyền càng thêm ngưng thực, tựa như cùng màn trời phía trên đối ứng, sáng lên từng quang điểm sáng ngời như ngôi sao. Ầm một thanh âm vang lên, hào quang phủ văn khắc trên hai cánh tinh chuẩn phi chu càng ngày càng thịnh, vậy mà từ trong phun ra bạch sắc quang mang, trong hư không ngưng thực ra một đôi cánh chim tinh thần cự đại. Theo cánh chim hiển hiện ra, tinh chuẩn phi chu lắc lư kịch liệt rốt của ổn định lại một chút, dựa vào cỗ lực lượng này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sau khi đâm vào trong cơn lốc, liền xông qua, lao vào trong mắt lốc. Diện tích mắt lốc cực lớn, bên trong nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế vẫn như cũng nguy cơ trùng trùng. Lúc này tinh chuẩn phi chu mới tiến vào, toàn bộ thân thuyền lập tức bị một cỗ cự lực hút xuống, rơi nhanh xuống phía dưới. Hàn lập nhướng mày, nhìn lại phía dưới chỉ thấy mấy trăm trượng dưới phi chu là cảnh tượng một mảnh ánh sáng màu lam lành lạnh và hỏa diễm đỏ thấm hòa vào nhau hào quang giao hòa kích động kịch liệt mà dưới thủy hỏa lưỡng trọng thiên kia đương nhiên là một vòng xoáy màu đen như con mắt lớn của ác ma từng trận lực hút mạnh mẽ chính là từ trong đó truyền ra chỉ trong nháy mắt tinh chuẩn phi chu đã rơi xuống trăm trượng một cỗ khí băng hàn và lực nóng rực cường đại từ phía dưới cuồn cuộn kéo tới mọi người trong khoang thuyền lập tức lâm vào băng hỏa chuẩn bị chịu cảnh bị dày vò Đúng lúc này, phía trước tinh chuẩn phi chu vang lên một tiếng quát. Ngay sau đó, chỉ thấy từ trong khoang thuyền bên phải, bốn gã kim sắc khôi lỗi bay vút ra, rơi thẳng xuống vực sâu. Bụp 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 bụp, bốn âm thanh hầu như đồng thời vang lên, phía dưới thân thuyền giống như được cái gì nâng lên, trùng trùng điệp điệp run lên, xu thế phi chu vốn đang hạ xuống vậy mà trở nên chậm lại. Hàn Lập Nghi hoặc thò người nhìn lại, chỉ thấy phía sau đuôi thuyền, vậy mà có một nam tử khôi lỗi toàn thân màu vàng ở đó chỉ thấy nó lấy tư thế bá vương khiêng đỉnh, vai phải nâng thân thuyền, toàn thân lại có hơn 10 chỗ sáng lên hào quang trắng như tuyết, bên trong đều khảm một viên thú hạch. Hai chân dưới thân nó đã sớm không thấy, ngược lại biến thành một thứ như đài sen Phật Đà, phía dưới có từng trận lực lượng tinh thần phun ra như hỏa diễm, hình thành từng trận lực đẩy mạnh mẽ, cả cơ thể chống đỡ Phi Chu, khiến Phi Chu không đến mức rơi thẳng xuống dưới. chương 930, hữu Kinh Vô Hiểm, đúng lúc này, kết truyền đến một tiếng vang nhỏ, lông mày hàn lập nhíu lại, liền thấy thái dương nam tử kim sắc khôi lỗi nổi lên gân xanh, ngũ quan vặn vẹo gần như biến dạng, chỗ bả vai rõ ràng đã bị lún xuống, mắt thấy chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, chỗ mũi tàu bỗng nhiên có năm cột ánh sáng trắng như tuyết phóng lên, vọt thẳng lên vùng trời trên hẻm núi, nhập vào màn đêm. Dưới màn đêm tinh thần sáng chói, vô số tinh quang dọi xuống giống như những sợi dây câu, câu liên với ánh sáng của phi chu cùng một chỗ, lập tức sinh ra từng luồng từng luồng lực kéo lên cường đại. Tinh chuẩn phi chu kịch liệt chấn động, thân thuyền đang rơi xuống hoàn toàn dừng lại, bắt đầu chậm rãi bay lên lại. Sau khi bay lên ước chừng hai ba mươi trượng, lực kéo lên của cố tinh thần kia tựa hồ cũng dùng hết, cùng với lực lượng xé rách phía dưới vực sâu rằng co với nhau, tinh chuẩn phi chu không còn lơ lửng bấp bênh nữa, dựa vào lực lượng huy động từ hai cánh, chậm rãi lao mạnh về phía trước. Ở phía dưới phi chu, bốn gã nam tử kim sắc khôi lối tựa như cũng đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, tất cả quang mang thú hạch trên thân tối sầm lại, liên tiếp rơi xuống hai gã bên trái rơi vào bên trong băng phong trong nháy mắt đông cứng lại thành tượng băng hai gã bên phải thì rơi xuống xích hồng hỏa diễm nóng chảy thành chất lỏng đậm đặc màu vàng đỏ lần lượt rơi vào bên trong vòng xoáy màu đen ở phía dưới biến mất không thấy gì nữa tinh chuẩn phi chu dựa vào lực lượng dẫn dắt trên bầu trời tinh hải cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua khu vực cơn lốc xuyên thẳng qua tiến tới phía bên kia của cơn lốc nhờ có kinh nghiệm lúc trước nên lúc này phi chu tiến vào cơn lốc thân tàu đã ổn định rất nhiều đợi đến lúc toàn bộ thân thuyền chui vào giữa cơn lốc, sau đó cũng không có phát sinh thêm nghiêng ngả chấn động gì đáng nói, chỉ cần cứ như vậy tiến lên là có thể tới bờ bên kia, vùng đại lục tản ra bạch sắc quang mang. Nhưng mà, không như mong muốn, sau khi phi chu mới vừa đi thêm một đoạn, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động kịch liệt. Hàn lập đưa mắt nhìn lại thì liền thấy một đoàn không gian kẽ nứt sụp đổ vỡ ra, nằm xen lẫn ở bên trong cơn lốc, không có bị thổi tan ra, mà mạn trái phi chu bọn hắn chính là đang lao về phía đó. Không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, ngay lập tức Lục Hoa phu nhân cũng đã phát hiện tình huống này, vội vàng điều khiển phi chu chuyển lệch qua bên phải để tránh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, giống, nương theo một tiếng giống vang lên làm cho tim gan người ta sắp sửa nứt ra, một cỗ man lực tràn trề bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Cả chiếc tinh chuẩn phi chu lập tức như gặp phải trọng kích, dưới sự chấn động kịch liệt, toàn bộ tinh thần quang mạc cơ hồ sụp đổ. Tốc độ thân thuyền cũng tăng gấp bội lao về phía trước, muốn tránh mảnh không gian kẽ nước trở nên dày đặc kia cũng tránh không được. Tại thời điểm phi chu chấn động kịch liệt, Hàn Lập đã từ chỗ ngồi đứng lên, một tay gắt gao bắt lấy mạn thuyền, một tay đỡ lấy cốt thiên tầm từ một bên ngã tới, rồi mới quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong hư không, một cái đầu lâu cực lớn vô cùng dữ tợn ngẩng cao lên, giống như dao long, đầu lại có gai, hai mắt một mảnh đen kỳ tựa như hỗn độn hư không, làm cho người ta nhìn đến khiếp sợ mà ở phía dưới cái đầu của nó là một thân thể như mãng xà, tráng kiện không gì sánh bằng, phía trên sinh ra từng khối lân phiến hình thoi nhô ra. Thân thể của nó dài đến mấy trăm trượng, một mực uốn lượn vặn vẹo từ trong vòng xoáy màu đen của Hắc Uyên kia chui ra. Hấp lực bên trong vòng xoáy vô tận, thế nhưng mà sinh vật cổ quái giao long kia lại tựa như không bị ảnh hưởng chút nào, đung đưa thân thể, lấy đầu lâu giữ tợn kia lần nữa đâm vào tinh chuẩn phi chu. Nguy rồi, Hàn Lập thầm nói một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, tinh chuẩn phi chu lần nữa bị trọng kích tinh thần quang mạc bao phủ bên ngoài run lên bần bật cơ hồ tán loạn ra ở trên phi chu thanh âm sợ hãi không ngừng truyền đến mọi người đối với sự xuất hiện đột nhiên của quái vật sợ hãi tới cực điểm lúc này chỗ mũi tàu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to các người an tâm điều khiển phi chu cho ổn ta cùng với sa tâm đạo hữu đối phó thứ này vừa dứt lời hai đạo nhân ảnh nơi đầu thuyền bỗng nhiên loáng một cái biến mất nguyên tại chỗ gần như đồng thời ở đằng phía sau tinh chuẩn phi chu, thân ảnh ách quái và sa tâm đồng thời hiện ra. Nhiệt xúc lớn mật, còn chưa chịu chết, ách quái một tiếng hét to, chỉ thấy song quyền lão nắm chặt, tựa như tại bày ra một cái quyền giá cổ xưa, thân hình vặn vẹo, hai tay vung vẩy làm ra một ít động tác thoạt nhìn có chút cổ quái không tự nhiên. Có thể theo động tác biến hóa, huyền khiếu trên thân lão từng cái một phát sáng lên, như có như không một cỗ khí thức cổ quái bắt đầu sinh ra từ trên thân. Quyền giá động tác nhìn như buồn cười, khiến cho trở thành có chút không hài hòa ách quái đi quyền chậm chạp, quần áo dù không có gió vẫn phần phật, thanh âm vỗ áo tựa như cuồng phong gào thét, rầm rầm rung động. Cách đó không xa, xa tâm thấy như vậy một màn, chỉ là lông mày hơi hơi kích động nhúc nhích, một tay lùi về trong tay áo, tiếp theo bỗng nhiên thuận tay vung đánh ra. Chỉ thấy một đạo ô quang theo ống tay áo nàng ta bắn ra, hóa thành một viên cầu to chừng nắm đấm đánh về phía đầu dị thú kia. Tạch tạch tạch, lúc viên cầu màu đen bay qua trên không, phát ra tiếng kêu vang không ngừng, tựa như có vô số cơ quan đang điên cuồng chuyển động. Không bao lâu, bên trên viên cầu liền nứt ra từng vết, ở chính giữa có một mảnh ô quang xuyên suốt. Một cỗ khôi lỗi thể trạng cao tới gần trăm trượng, hình thái tựa như cự viên, lại sinh ra hai đầu bốn tay cổ quái, từ trong đó hiện mà ra. Khôi lỗi cự viên mới vừa xuất hiện, liền chịu lực hấp dẫn của vòng xoáy phía dưới hút xuống, thân hình lập tức rơi xuống. Nhưng chỉ thấy một tay sau lưng cự viên thò ra, Bàn tay lìa ra khỏi cổ tay, được nối với cổ tay bằng một sợi xiềng xích màu đen to lớn, rầm rầm rung động bắn ra, quấn quanh một cái gai nhọn trên đầu ác giao dị thú. Đã có nơi này mượn lực, cánh tay cử viên bỗng nhiên kéo mạnh, thân hình khổng lồ liền nhảy lên trên, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu ác giao. Hai chân nó dẫm xuống rất mạnh, đúng là lấy khí thế thái sơn áp đỉnh, nặng nề nện lên trên đỉnh đầu ác giao. Ba cánh tay còn lại đồng thời nắm một cây gậy sắt thô to, nện lên đầu ác giao hai cổ lực lượng hợp nhất một chỗ, uy lực cực lớn. Giống, ác dao bị cổ cự lực này đập trúng, thân thể chợt bị hạ thấp xuống. Lúc này, huyền khiếu quanh thân ách quái rậm rạp chẳng chịt sáng lên, ở bên trong huyền khiếu trên cánh tay nắm quyền như có tinh quang chảy tràn ra, xung quanh cánh tay bao phủ lên một lớp như xương khói, bên trong quang mang từng điểm, tựa như minh mông tinh thần. Chỉ thấy lão tụ lực đầy đủ, một thân khí thế đều ngưng tụ tại trên cánh tay, một quyền chém ra đi. Một quyền này chém ra, Cùng đầu lâu ác sao buông xuống xuống, trong nháy mắt khớp đến hoàn mỹ. Khi tất cả tinh quang tụ tập một chỗ bên trên quyền đầu tiên, đến lúc bạo liệt, tựa như bầu trời sao nổ tung, từ trong truyền ra một cỗ lực thôn vệ đáng sợ, đánh chúng hư không phía trước làm tầng tầng nghiền nát sụp đổ, lại tựa như từ trong trong hư không sinh ra một cái lỗ đen không gian, trực tiếp đem đầu ác sao bao phủ vào trong. Thời điểm tinh quang tản đi, lỗ đen không gian kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, đầu ác sao liền theo đó bị nuốt hết chỉ còn lại một đoạn thân thể lân mãng, vẫn giấy rụa vặn vẹo, chỗ đứt gãy máu tươi phun trào, một mảnh đục ngầu. Đây hết thảy nhìn như dài rằng dặc, trên thực tế chuyện phát sinh cũng chỉ là hơn 10 hơi thở. Cùng lúc đó, tinh chuẩn phi chu gần như không được khống chế, rất nhanh sẽ đụng phải kẽ nứt không gian phía trước. Hai mắt lục hoa phu nhân trợn lên, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay trên người để trước phi chu, xung quanh hai bàn tay bao phủ một vòng quang văn màu trắng. Thân thể lão nghiêng hướng bên phải ra sức vặn, cho dù đã đem hết khí lực cũng chỉ có thể đem thân thuyền hơi nghiêng một chút, thủy chung không có cách nào khiến phi chu hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh. Đầu thuyền tinh chuẩn phi chu đột ngột hơi lệch đi, khó khăn lắm né qua được kẽ nứt không gian, thế nhưng mạn thuyền lại không thể tránh đụng vào được. Cánh bên trái phi chu ở bên ngoài mở ra, bị đụng vào chính giữa kẽ nứt không gian đầu tiên, trong nháy mắt liền bị xé nứt ra, hóa thành nhiều mảnh vỡ hỗn loạn bị quấy vào bên trong kẽ nứt, thân thuyền cực lớn lập tức mất đi cân bằng, ngược lại bắt đầu nghiêng qua phía phải. Không tốt! thiên tầm, lục hoa phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh sợ kêu một tiếng, hai tay trực tiếp rút về, buông tay mặc kệ phi chu, liền muốn phóng đi tới vị trí mạn trái thuyền. Nhưng mà, có làm gì lúc này cũng đã muộn, nằm ở đoạn giữa mạn trái thuyền là vị trí hai người hàn lập và cốt thiên tầm đã bị phi chu không được khống chế mang theo, trực tiếp vào tới vùng kẽ nứt không gian kia, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta căn bản không có thời gian phản ứng. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, ánh mắt hàn lập lóe lên, miệng phát ra một tiếng hét to nắm đấm tay phải hắn đã sớm thu lại, đặt ở vị trí eo lưng, bỗng nhiên nhấc lên. Trên cánh tay đôm đốc rung động, mọi chỗ huyền khiếu liên tiếp sáng lên, một tầng mông lung tinh quang lập tức bao phủ lên, bộ dáng vậy mà có vài phần tương tự ách quái. Bất quá cũng chỉ là tương tự mà thôi, khi thế giữa hai bên rốt cục là chênh lệch nhau quá xa. Nhưng ngay cả như vậy, hàn lập gia quyền cũng không trần chờ chút nào, phía trên đầu quyền lấm tấm quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ảnh màu trắng vô cùng cự đại, mang theo một chuỗi hình ảnh liên tục mơ hồ đột nhiên công kích đánh lên kẽ nứt không gian kia âm một tiếng vang thật lớn quyền ảnh màu trắng kia ở bên trên kẽ nứt không gian đột nhiên nổ tung từ trong bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng quét ngang bốn phương tám hướng tinh chuẩn phi chu bị cổ lực đạo này đẩy ra thân thuyền thoáng lướt ngang sang phải rời xa một chút hàn lập bắt lấy cơ hội này huyền khiếu trên hai chân đều sáng lên thân hình mơ hồ trong nháy mắt tới bên cạnh cốt thiên tầm tay ôm eo ngọc thon của nàng thân hình cả hai lại lóe động, liền xuất hiện ở gần sát chỗ đầu thuyền. Sạc sạc sạc, từng đợt thanh âm nghiền nát truyền đến, cuối cùng tinh chuẩn phi chu vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát khỏi kẽ nứt không gian, đoạn giữa mạn trái thuyền theo đó va chạm với nó, lập tức như là gỗ mục vỡ vụn ra. Nhưng cũng là bởi vì có một kích kia của Hàn Lập, tinh chuẩn phi chu mới không có trực tiếp đâm thẳng vào kẽ nứt không gian kia, mà chỉ là hữu kinh vô hiểm mạn thuyền lướt sát qua, chỉ là thân thuyền bị xé rách một phần, tổn hại cũng không tính nghiêm trọng mắt thấy hai người hàn lập an toàn trở về lục hoa phu nhân mới rút cuộc buông lỏng một hơi lúc này hai người ách quái cũng lách mình trở lại bên trên đầu thuyền vừa rồi là cái gì vậy lục hoa phu nhân trong lòng còn có chút còn sợ hãi hỏi lúc trước chưa bao giờ thấy qua tựa hồ là lân thú chỉ có trong hắc huyên a thực lực không được tốt lắm nhưng thiếu chút nữa hại chúng ta thuyền hủy người chết ách quái lắc đầu chậm rãi nói cũng may đã biến nguy thành an kế tiếp chỉ cần một mạch tiến lên là sẽ có thể tới bờ bên kia. Sa Tâm nhướng mày, chậm rãi nói ra, nó vừa dứt lời, mấy người thần sắc đồng thời đột biến, phân biệt nhìn về phía bốn phía khác nhau. Chỉ thấy bốn phía gió gào thét vang lớn, nương theo từng trận dã thú gào thét, từng đầu từng đầu dị thú từ bốn phía xuất hiện, đúng là trực tiếp vây tinh chuẩn phi chu ở chính giữa. Mà những cái đầu dị thú này xuất hiện đều không khác nhau, đều giống như đầu dao, bộ dáng dữ tợn, đỉnh đầu mọc đầy gai nhọn cùng cái đầu dị thú lúc trước bị hai người ách quái liên thủ giết chết kia, quả thực giống như đúc. chương 931, đột nhiên xuất hiện, giết một đầu, lại tới tám đầu, còn chưa dứt hả. Dám ngăn cản đường đi của chúng ta, xem ra là chán sống rồi. Hừ, có hai vị thành chủ ách xa tại đây, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đợi một chút, thứ này sao ta nhìn thấy có vài phần quen mắt. Đám người trên phi chu nhìn thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện tám cái đầu to lớn, kinh nghi bất định, bảy mùm tám lưỡi thảo luận um sùm. Ách thành chủ, chúng ta có nên, đã có ách quái cùng sa tâm lúc trước lấy thế xét đánh tiêu diệt một đầu lân thú, mọi người cũng không có kinh hoàng, thậm chí có người nhìn về phía ách quái, chờ lão ra lệnh. Nhưng mà vô luận là ách quái hay sa tâm đều không nói gì, tựa hồ cũng không có ý định xuất thủ. Dưới hai người này, bốn gã thành chủ thần dương và đám người chắc qua, bộ hạ sa tâm, lại một bộ dạng nghiêm trọng chờ đợi, ánh mắt không ngừng đảo qua những cái đầu lâu dữ tợn ở bốn phía. Một màn này rơi vào trong mắt Hàn Lập, làm cho đồng tử hắn không khỏi co rụt lại, có loại dự cảm bất tường sông lên đầu. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rú, lại có một cái đầu lâu từ phía sau Phi Chu sông tới. Chỉ có điều cái đầu lâu này nhỏ hơn nhiều so với những cái đầu lâu kia, phía trên bao phủ một tầng bạch quang, thật giống như vừa mới mọc ra, hơn nữa dưới cổ còn có một vết ngấn đỏ sậm. Đó thình lình lại là cái đầu lúc trước bị ách quái chém đứt. Không tốt, đây là cửu kỳ dao. Ách quái giật mình nhớ lại, Thanh âm kinh sợ kêu lên. Hàn lập sau khi nghe xong, thần sắc cũng biến đổi. Ác danh của cửu kỳ dao này hắn đã sớm nghe qua, nhưng đại đa số đều là tin đồn trong truyền thuyết, chưa bao giờ được kiểm chứng. Trong truyền thuyết, vật ấy có thân như con voi lớn, cổ dài như mãng xà, sinh ra chín đầu, một miệng, có thể nuốt vạn vật, trời sinh tính tình hung bạo. Ai muốn giết nó phải cùng lúc chém dụng chín đầu, nếu không đầu bị đứt sẽ không ngừng trùng sinh, căn bản không thể bị diệt sát hoàn toàn nói nó có một miệng không phải là trong chín cái đầu chỉ có một cái đầu có miệng mà là phía sau trên lưng nó sinh ra một cái miệng khổng lồ như thao thiết có thể thôn về vạn vật xem ra là có chút giống với tỷ hưu tiểu bạch đúng lúc này chỉ thấy chín cái đầu cửu kỳ giao đồng thời ngừng lên từ bốn phương hướng chụp xuống tinh chuẩn phi chu trong lúc nhất thời chín khối đầu lâu che đậy màn trời thanh âm gào rú liên tiếp đúng là tinh quang trên bầu trời rủ xuống đều bị che khuất mất tinh chuẩn phi chu lập tức run lên màn sáng tinh thần bao phủ bắt đầu trở nên mỏng manh hơn. Xong rồi, phong vô trần ngửa mặt nhìn lên trời, lẩm bẩm thân xác đám người còn lại, mỗi người đều rất khó coi, cũng không khác với suy nghĩ này. Ách quái và sa tâm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai chân đồng thời dẫm mạnh phi chu, thân hình lướt thẳng lên, phóng tới chín đầu cự dao. Trong hư không chấn động không thôi, không gian như muốn phá vỡ ra. Tấm lụa đen trên mặt sa tâm bị kình phong thổi chúng bay phất phới, từ trong mơ hồ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, chỉ là thần sắc nàng ngưng trọng, hai mắt như nước, hai tay vung lên, hai viên cầu đồng thời bắn ra một trái một phải. Một quả trong đó mặt ngoài phát ra hào quang mãnh liệt trắng như tuyết, lại có từng trận chấn động lực lượng tinh thần mạnh mẽ, từ trong hiện ra một thân ảnh to lớn cao tới trăm trượng. Thân ảnh trăm trượng kia đầu đội bát bảo tử kim quan, thân mang ngũ thải kim lân giáp, có một khuôn mặt nộ mục kim cương, toàn thân tựa như đúc bằng sắt thép, trên thân phản xạ tầng tầng quang mang kim loại. Sau khi hiện thân, bảo giáp kim cương chảo tay vào hư không một cái, một viên châu khác cũng sáng lên hào quang trắng như tuyết, quay tít một vòng hóa thành một bảo tán khổng lồ lóng lánh ngân quang, rơi vào trong tay của gã. Mặc dù hàn lập ở trên phi chu nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên người bảo giáp kim cương tản mát ra khí thế bằng bạc, làm cho người ta một loại cảm giác không kém chút nào so với ách quái, trong lòng hắn không khỏi dùng mình. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ, liền thấy thân thể sa tâm ở giữa không trung vặn vẹo, hai tay mười ngón điểm vào hư không liên tục, kim cương cự hán kia liền một tay cầm lấy chuôi dù, khẽ trống lên phía trên. Chỉ thấy hào quang trắng như tuyết của bảo tán sáng rực, hóa thành một cái dù to lớn vô cùng che bầu trời trước mặt, chắn ở phía trên. Trên mặt dù tựa như vẽ ngàn vạn tinh thần, chính giữa lưu chuyển tinh quang, phảng phất như thiên hà phản chiếu. Tất cả tinh thần trên mặt dù giống như liên kết với tinh thần trong màn đêm, từ đó sử dụng vô tận tinh thần chi lực, nghinh đón chín đầu ác giao kia ầm 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 liên tiếp trọng kích hung hãn rời đập trên mặt tinh thần tán như bão táp bạch quang phía trên bảo tán rung động mạnh đồ án tinh thần phía trên liên tiếp tiêu tán như khói như xương hai mắt kim cương cự hán ngưng tụ bị cố cự lực này ép tới làm khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn không buông tay nửa điểm gắt gao chống đỡ sa tâm đạo hiếu để cho ta lúc này ách quái cũng đã đuổi sát theo huyền khiếu trên toàn thân sáng lên trên người tựa như bao phủ một tầng tinh quang mơ hồ một quyền đập tới cán rủ đúng lúc này phía dưới lại phát sinh dị biến. Bên trong vòng xoáy màu đen, sương mù bốc lên kịch liệt, thân thể cửu kỳ giao vậy mà lơ lửng nâng lên. Chỉ thấy lưng nó rộng khủng khiếp, hầu như chiếm cứ toàn bộ mắt lốc, toàn thân nó mọc lên dày đặc lân phiến hình thoi, trên lưng có một vết nhàn nhạt, nhạt nằm dọc. Thật sự là người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn tới. Sắc mặt lục hoa phu nhân âm trầm, lẩm bẩm nói ra. Cha, cái này là, cốt thiên tầm cho mày, hỏi, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định không được rời khỏi ta lục hoa phu nhân không trả lời quay đầu nhìn nàng một cái nghiêm túc dặn dò không chờ cốt thiên tầm đáp lại phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét điên cuồng to lớn vô cùng ngao tiếng gào thét này tựa như núi lửa phun trào chấn động làm đau nhức lỗ tai tất cả mọi người ở đây ý thức mê man hàn lập liền vận chuyển luyện thần thuật thần hồn chỉ hơi chấn động một chút liền ổn định lại lại nhìn qua những người khác mới phát hiện mọi người chung quanh ngoại trừ lục hoa phu nhân đều liêu xa liêu siêu bộ dạng có vẻ không đứng vững lục hoa phu nhân một tay giữ lấy bả vai cốt thiên tầm giúp nàng ổn định thần hồn ánh mắt nhìn về phía hàn lập bên này thần sắc tràn đầy kinh ngạc nhịn không được tán thán nói không ngờ thần hồn tiểu tử ngươi lại vững chắc tiền bối hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này hàn lập thuận miệng nói một câu ánh mắt cũng nhìn lại hướng đầu thuyền chỉ thấy thạch xuyên không và nữ tử váy đen kia giờ phút này đều nửa quỳ trên mặt đất tình huống so với những người khác tốt hơn một chút hắn đang tính tiến lên xem xét, liền cảm thấy dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Tinh chuẩn phi chu không ngờ bị mất khống chế hoàn toàn, đang cấp tốc rơi xuống dưới. Bên trên lưng của cửu kỳ dao ở phía dưới đã sớm mở ra một cái miệng máu thôn thiên to lớn vô cùng, bên trong cuồn cuộn ô quang, chỉ còn chờ hết thảy con mồi rơi vào trong đó. Dưới thần tình khẩn trương, huyền khiếu trên hai chân hàn lập lập tức sáng lên, lực lượng tinh thần dưới chân bộc phát ra, phát ra một hồi thanh âm phụt phụt, thân hình liền mượn lực bay lên vài thước, nhưng rất nhanh lại bị lực hút phía dưới kéo xuống, tiếp tục rơi xuống. Thanh âm sợ hãi không ngừng vang lên bốn phía, cả đám hỗn loạn, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn nhưng lại không thể làm gì. Ách quái và sa tâm ở phía trên cùng phát hiện ra biến cố phía dưới, muốn quay lại viện thủ nhưng đã không kịp nữa rồi. Âm âm âm, một hồi thanh âm nổ vang, phần đuôi tinh chuẩn phi chu đã rơi vào miệng khổng lồ trên lưng cửu kỳ dao, lập tức bị lực lượng cổ quái ẩn ở chính giữa cắn nát, phát ra trận trận thanh âm nghiền nát. Không, chung quanh truyền đến từng tiếng la hét tuyệt vọng, Hàn Lập trao mày nhưng trong lòng thì tỉnh táo tới cực điểm. Hắn đưa tay vào trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra miếng ngọc huyết hình lá cây kia, nắm ở lòng bàn tay, xoay chuyển ánh mắt tìm kiếm bốn phía, muốn tìm được Thạch Xuyên không và nữ tử váy đen kia. Miếng ngọc huyết kia cũng không phải vật của hắn, chính là của Tam hoàng tử Thạch Phá không giao cho bọn hắn trước khi tiến nhập Tích Lân không cảnh này đó là dấu hiệu ấn tín chỉ cần có vật ấy nơi tay hắn sẽ có cơ hội mang hai người bọn họ trở về ma giới nhưng mà ánh mắt của hắn tìm kiếm một phen lại không thấy thân ảnh thạch xuyên không ngược lại thấy giải đạo nhân đứng cách đó trăm trượng giải đạo hữu nhanh đến chỗ của ta mắt thấy miệng khổng lồ cửu kỳ giao càng lúc càng gần trong lòng hàn lập lo lắng không thôi truyền âm một câu sau đó cũng chẳng quan tâm gã có đi tới hay không đúng lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt vừa hay nhìn thấy nữ tử váy đen khôi thành kia đang ở phía sau cách mình không xa. Vì vậy, hắn vội vàng thúc dục phú hóa phi thăng công, hai chân dẫm trên hư không, chống lại lực lượng hấp dẫn, lao về phía nàng. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, hai người càng tới gần, trong lòng hàn lập càng thấp thỏm mãnh liệt hơn. Tử Linh, đến cùng phải nàng hay không? Thời điểm bàn tay hàn lập sắp bắt được cánh tay nữ tử váy đen, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm lục hoa phu nhân. Lệ tiểu tử, lập tức chui vào vết nứt không gian lớn nhất kia, ngàn vạn lần đừng có chết a. Trong lòng Hàn Lập Cả Kinh đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy trăm trưởng phía dưới, Lục Hoa phu nhân đứng ở bên ngoài miệng khổng lồ của cửu kỳ dao, bàn tay lão vung lên, một mâm tròn màu trắng lớn bằng bàn tay bắn ra, rơi vào giữa miệng lớn dính máu kia, ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vô cùng to lớn liên tiếp vang lên, trong miệng cửu kỳ dao đột nhiên rung lên ken két, toàn bộ không gian bên trong như mặt kính bị vỡ vụn ra. Từ trong đó thoát ra từng khe hở không gian thật lớn, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Từng cỗ lực lượng xé rách vô cùng cường đại từ những cái nứt không gian sụp đổ vỡ ra, rất nhiều người hai thành huyền khôi căn bản không kịp phản ứng, đã bị lôi kéo vào. Nếu vận khí tốt, thân thể còn có thể nguyên vẹn ngã vào kẽ nứt, còn số không may thì lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Hàn Lập Cả Kinh, thân hình nhảy lên phía trước, muốn kéo lấy nữ tử váy đen kia. Nhưng một cái nứt không gian thật vừa đúng lúc xuất hiện ở giữa hai người bọn họ cuốn tới trước mặt Hàn Lập, trực tiếp nuốt sống hắn vào trong. Lúc này Hàn Lập tiến vào phiến không gian vô cùng tăm tối kia, lập tức cảm thấy từng cỗ lực lượng xé rách cực kỳ cường đại từ bốn phương tám hướng cuốn tới, làm cả người hắn cùng trời đất quay cuồng. Hết thảy thanh âm dần xa, tất cả ánh sáng đều tắt trong nháy mắt. Hàn Lập cảm thấy đầu đau muốn nứt, ý thức cũng mơ hồ, hiển hiện cuối cùng trong đầu hắn vẫn là thân ảnh nữ tử váy đen kia. Dù là nàng mang mạng che mặt nhưng lại thật giống như tử linh, hòa làm một chương 932, mới vào đại khư, hai tai hàn lập hỗn loạn ù ù, hắn cảm thấy có vô số âm thanh cổ quái chui vào trong đầu, cả người trời đất quay cuồng giống như đang say rượu, không chỉ ngũ giác hoàn toàn biến mất, mà trước mắt cũng một màu đen kịt, thậm chí ý nghĩ trong đầu cũng không cách nào chuyển động mảy may. Không biết trải qua bao lâu, chợt hắn cảm thấy cả người bỗng nhiên dừng lại, sau đó rơi xuống phía dưới. Dầm một tiếng trầm đục vang lên, cả người hàn lập cảm giác như đập mạnh xuống mặt đất cứng, khiến cho nửa người đau đớn dữ dội. Cũng may thân thể của hắn vô cùng cứng cỏi, mặc dù thân thể đau nhức nhưng cũng không tổn thương chút nào, làm trong lòng hắn không khỏi thở phào một hơi. Tuy vậy nhờ cú rơi này, mà ý thức và ngũ giác của hắn mới khôi phục lại bình thường, tầm nhìn trước mắt cũng đã khôi phục sáng rõ. Hàn lập đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ giật mình, chỉ thấy đập vào mắt hắn là một vùng đất ảm đạm, trên mặt đất có vô số đá vụn lớn nhỏ màu vàng sập, giải rác lộn xộn khắp nơi, còn bốn phương tám hướng xung quanh đều là cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, nhìn qua giống như là một mảnh sa mạc hoang vu vô cùng vô tận. Bầu trời trên đỉnh đầu cũng có màu vàng nâu quỷ dị, giống như được phủ một tầng mây vàng thật dày, hơn nữa trong tầng mây còn ngẫu nhiên có thể thấy một đường ánh sáng màu trắng thật nhỏ, nhìn rất giống tia chớp màu trắng. Lúc này, đám mây vàng trên đỉnh đầu hắn đang cuồn cuộn, mơ hồ còn hiện ra hình dáng như một vòng xoáy, nhưng đang rất nhanh thu nhỏ lại. Dường như hắn rơi xuống từ chính nơi này. Hàn Lập từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn khắp nơi. Xung quanh mình mông hoang vắng, chỉ có mỗi một mình hắn, còn tung tích những người khác thì không thấy đâu. Chẳng lẽ nơi này chính là đại khư, so với bên ngoài cũng không có gì quá khác biệt, không biết những người khác đã rơi xuống chỗ nào rồi. Hàn Lập tự lẩm bẩm, hắn đang tính rời khỏi nơi này, trên mặt chợt lộ ra một tia kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn hư không xung quanh. Trong hư không nơi này, không ngờ lại tồn tại từng tia từng tia dao động nguyên khí, loại nguyên khí này không giống như thiên địa linh khí hay là ma khí mà ngược lại nó tương tự lực lượng tinh thần hơn nữa còn rất nồng đậm có thể vì nhờ lực lượng tinh thần này ôn dưỡng mà giữa khe hở của tảng đá và mặt đất mọc ra một vài thực vật màu trắng nhìn giống như là rêu khiến cho nơi này không còn là một mảnh đất chết nữa trong mắt hàn lập lóe lên một tia kinh ngạc chợt trong đầu nổi lên một ý niệm hắn yên lặng vận chuyển thiên sát trấn ngục công lực lượng tinh thần khắp nơi lập tức tụ đến dung nhập vào trong cơ thể hắn hơn nữa còn hội tụ rất nhiều lực lượng tinh thần giờ phút này tốc độ hấp thu lực lượng tinh thần so với ngày thường khi hắn luyện hóa thú hạch cũng không chậm chút nào nét mặt hàn lập lộ vẻ vui mừng trong lòng đã xác nhận nơi này bảy tám phần chắc chắn là bên trong đại khư chỉ có bí cảnh đại khư bực này mới có thể tồn tại lực lượng tinh thần nồng đậm như vậy cũng chỉ có loại hoàn cảnh tràn ngập lực lượng tinh thần này mới có thể tự sinh ra bảo vật như thiên lân vẫn tinh lưu diễm huyết phân ngay giờ phút này mặc dù người hắn không có thổ thương nhưng cũng có chút mỏi mệt vô lực hơn nữa nơi này cũng không có nguy hiểm gì vì vậy hắn không lập tức rời khỏi đây mà khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ hấp thu lực lượng tinh thần điều tức thân thể trong nháy mắt thời gian trôi qua gần nửa ngày lúc hàn lập lần nữa mở mắt ra khí túc thần hoàn cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường không chỉ như vậy một nơi huyền khiếu trên người hắn đã dục dịch nhiều ngày ẩn ẩn có dấu hiệu mở ra dường như lực lượng tinh thần nơi này rất có lợi cho việc đả thông huyền khiếu chỉ cần khổ tu một thời gian chỗ huyền khiếu đó chắc chắn là có thể mở tuy là như vậy nhưng hàn lập không có ý định tiếp tục ở đây tu luyện mà lần nữa đứng dậy nhìn chung quanh rất nhanh ánh mắt dừng ở một hướng bên tay phải tình hình xung quanh đều hoàn toàn giống nhau chỉ có xa xa phía chân trời hướng bên phải mơ hồ có thể nhìn thấy một vài cái bóng mở hiện lên nhưng vì khoảng cách quá xa hắn cũng không thấy rõ cho lắm áp lực hư không trong đại khư còn mạnh hơn so với băng hỏa sơn mạch, khoảng cách mà thần thức của hắn phát ra lại một lần nữa giảm bớt, chỉ có hơn 10 dặm, so ra còn thua kém cả thị lực của hắn. Mặc dù không biết chỗ đó là cái gì, nhưng dù sao nơi đó cũng có chút khác biệt. Thân hình hàn lập khẽ động, lướt nhanh tới chỗ đó. Một lát sau, những bóng mở phía trước kia dần dần hiện rõ, không ngờ là từng ngọn núi thấp, chỉ cao mấy chục trượng, một ngọn san sát một ngọn, hình thành một dãy núi kéo dài, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt những ngọn núi này toàn thân đen thui, mơ hồ tản ra từng đạo ánh sáng màu đen, dường như không phải là núi đá bình thường, mà dần dần theo mặt đất biến thành thành lũy vững chắc. Trên mặt đất nơi này cũng mọc ra không ít thực vật màu trắng, khiến cho hoàn cảnh nơi này cũng không có đơn điệu nhàm chán. Hàn lập đi tới trước dãy núi màu đen, chợt dừng chân lại, không tùy tiện tiến vào bên trong, mà phát ra thần thức dò xét tất cả động tĩnh xung quanh. Bên trong đại khư mọi thứ hắn đều không rõ, vì vậy hắn không dám chủ quan chút nào thần thức hắn tra xét cẩn thận cũng không phát hiện ra chút nguy hiểm nào trong dãy núi. lúc này mới cất bước tiến vào, đi về phía trước gần nửa ngày, hắn cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. chỉ là núi non xung quanh càng lúc càng cao hơn, lúc này đã đạt độ cao tới mấy trăm trượng, tuy nhiên khoảng cách giữa các ngọn núi cũng trở nên xa hơn. lại đi được một đoạn, chợt hàn lập khẽ ồm một tiếng, vội bước nhanh tiến về phía trước. một lát sau đã đi tới gần một ngọn núi cao lớn dị thường. ngọn núi này toàn thân đen thui cao vút thẳng tắp trong mây, phảng phất như một cột trụ trời màu đen, không ngờ đỉnh núi lại chui vào trong đám mây, nhìn không thấy đỉnh. Ngay dưới ngọn núi có kiến tạo một mảnh cung điện màu đen dựa sát vào chân núi, chiếm diện tích cực lớn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, chỉ tiếc là đã sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng mà nhờ vào bích họa phù điêu từ trên nóc cung điện cao ngất, mơ hồ có thể cảm thấy năm đó cung điện nơi này rất là hoa mỹ tráng lệ. Hắn dò xét dãy cung điện phía trước vài lần, chợt vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật ẩn giấu khí thức trên người, mới cẩn thận cất bước đi vào, đồng thời phát ra thần thức, dò xét động tĩnh xung quanh. Hàn lập đi về phía trước một đoạn, chợt hắn nhíu mày lại, lách mình trốn vào phía sau vách tường cung điện thật dài, rồi đi dọc đến hết vách tường, cẩn thận nhìn về phía trước. Từng tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến, chỉ thấy trong phía thích cách đó không xa, một bộ khôi lỗi màu vàng cao mấy trượng từ từ đi tới, thỉnh thoáng nó còn quay đầu nhìn chung quanh, giống như đang tuần tra. Bề ngoài khôi lỗi này giống như một đầu cự viên tay dài, trên người mặc một kiện áo giáp nặng nề đã tàn phá hơn phân nửa còn thân thể dưới áo giáp cũng phủ đầy vết nứt mục nát hơn nữa trong tay cầm một thanh chiến đao răng cưa cũ nát nhìn giống như đã trải qua vô số năm tháng trong dòng sông thời gian mặc dù áo giáp cùng chiến đao đã phong hóa tàn tạ nhưng phía trên vẫn còn ẩn hiện hào quang tỏa ra từng tia giao động lực lượng tinh thần tinh khí hàn lập nhìn khôi giáp cùng chiến đao trên người khôi lỗi cự viên mắt sáng lên hắn lập tức hơi trầm ngâm liền ngừng vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật cả người từ sau vách tường bắn ra chớp động một cái nhào tới sau lưng khôi lối cự viên bỗng nhiên khôi lối cự viên quay người lại trong miệng phát ra một tiếng gầm nhỏ liền giơ chiến đao trong tay lên tính bổ xuống đầu hàn lập thế nhưng cánh tay nó chưa kịp chém xuống thì một đạo hào quang hiện lên lập tức làm cho đầu khôi lối cự viên bay vút lên trời đầu và thân tách rời cánh tay vừa nâng lên cũng vì vậy mà dừng lại ngay lúc đó một tiếng rầm vang lên cả người to lớn của khôi lối cự viên ầm ầm ngã xuống đất thân hình hàn lập từ giữa không trung nhẹ nhàng bay xuống hạ ngay bên cạnh khôi lỗi cự viên con khôi lỗi này đã bị tàn phá như vậy mà vẫn có thể cảm giác được công kích của hắn đồng thời làm ra phản ứng nếu lúc trước còn hoàn hảo có lẽ thực lực của nó cũng tương đối cường đại hắn nhặt chuôi chiến đao răng cưa lên cả thân chiến đao được dùng từ một loại vật liệu màu trắng muốt luyện thành tuy đã phong hóa rất nhiều nhưng mà trên lưỡi đao mơ hồ còn có thể thấy từng nét phù văn hơi lấp lóe hào quang Ồ. Vẻ mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, những phù văn trên lưỡi đao này rất giống như phù văn tinh thần mà Lục Hoa phu nhân truyền thụ cho hắn. Không phải Lục Hoa phu nhân nói là tinh thần cấm chế là một mình lão sáng tạo ra sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn lập tức đảo một cái, nhìn về phía áo giáp trên người khôi lỗi, rất nhanh dừng lại trên một cái phù văn tinh thần. Phù văn tinh thần này giống nhau như đúc với cái liên tinh phù văn mà Lục Hoa phu nhân truyền thụ cho hắn đến cả biến hóa rất nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau tuyệt đối không có khả năng trùng hợp trong lòng hàn lập không nhịn được mà cười lên khôi lỗi nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm hơn xa thời điểm mà lão lục hoa phu nhân sáng chế ra tinh thần phù văn có lẽ tinh thần cấm chế của lục hoa phu nhân có được chính từ trong đại khư này chỉ là không biết làm thế nào mà lão lấy được hắn phất tay ném chiến đao trong tay đi mặc dù thanh đao này vẫn còn tỏa ra một chút dao động lực lượng tinh thần nhưng nó đã gần như tan vỡ không cách nào sử dụng được hàn lập không dừng lại ở đây mà tiếp tục tiến về phía trước rất nhanh đã đi vào sâu trong cung điện kiến trúc cung điện ở sâu bên trong còn bảo tồn tương đối hoàn hảo đáng tiếc là nơi này dường như bị người khác quét sạch qua căn bản không có bảo vật chân quý nào còn sót lại hắn một đường tìm kiếm ngoại trừ được vài khối tài liệu khoáng thạch bình thường còn lại không có thu hoạch được gì chẳng qua trên đường này ngược lại hắn gặp không ít khôi lỗi hắn cũng không có dây dưa với đám khôi lỗi này có thể tránh được thì tránh còn tránh không khỏi thì trực tiếp động thủ. Những khôi lỗi này đều đã phong hóa tàn tạ, thực lực đại tổn, cũng không tốn sức gì nhiều. Lại tiến về phía trước một chốc lát, chợt hàn lập dừng chân lại. Đột nhiên tầm mắt phía trước trở nên rộng rãi, ở phía trước bất ngờ có xây một tòa kiến trúc màu xám cao lớn, nhìn phong cách dường như là một tế đàn, được các kiến trúc xung quanh quảng trường vây vào giữa như những vì sao vây quanh mặt trăng. Tế đàn được dùng một loại đá thô cạch màu xám cực lớn trồng lên tạo thành, nhìn chắc chắn dị thường, trên thực tế quả thật là như vậy trong khi các kiến trúc xung quanh bị phong hóa sụp đổ không ít thì trên vách tế đàn này có chút loang lổ còn những chỗ khác cơ bản còn nguyên vẹn hàn lập nhìn tòa kiến trúc phía trước ánh mắt nhìn vào một tấm biển treo trên cửa tế đàn phía trên viết ba chữ huyền văn thật to diệp sát điện đại môn tế đàn mở rộng nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng mấy trượng bên trong bởi vì sâu trong đó được bao phủ một màu đen kịt đại môn phảng phất như cái miệng khổng lồ thôn vệ hết thảy những ai tiến vào trong đó mà trên vách tường bên trong tế đàn mơ hồ có thể thấy từng đạo phù văn tinh thần tỏa ra một cỗ lực lượng cấm chế không ngờ thần thức của hắn cũng không cách nào dò xét bên trong hàn lập thấy vậy đôi mắt lóe sáng tế đàn nơi này bảo tồn hoàn hảo như vậy còn bày ra cấm chế khẳng định bên trong có vài thứ gì đó sẽ không chỉ là cái xác không chẳng qua cũng không thể tùy tiện đi vào hắn liền triển khai thần thức tra xét cẩn thận hoàn cảnh xung quanh không phát hiện điều gì lạ thường trong lòng mới hơi an tâm Thân hình thoát một cái xuất hiện trước cửa đại điện tế đàn. Từng cơn gió mát từ trong cửa thổi ra, lướt nhẹ qua người của hắn, trong cơn gió còn ẩn chứa một tia lạnh lẽo như băng, mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng mơ hồ có cảm giác thâm nhập vào trong cốt tủy. Hàn Lập nhíu mày, cũng không có lùi bước, mà cất bước đi vào trong điện. Chương 933, oan gia ngõ hẹp. Ngay khi Hàn Lập bước vào tế đàn, vừa thấy hình bóng đại điện thì lập tức ầm một tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt toác, tạo ra một cái hố lớn vô số đá vụn bay về phía hắn, mỗi một khối đá vụn đều phát ra tiếng rít chói tai, cùng lúc đó, một ánh đao sắc bén bắn ra từ trong hố, cực kỳ nhanh chóng chém vào hai chân của hắn. Trước biến cố không hề có chút dấu hiệu nào, Hàn Lập vẫn phản ứng cực nhanh. Lúc mặt đất nổ tung trong nháy mắt, hắn đã cực kỳ nhanh chóng lui người ra sau, tránh thoát những viên đá vụn kia. Mà đạo ánh đao kia càng không đụng tới góc áo hắn. Vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong hố bắn ra đó là một viên hầu màu đen cao khoảng một trường mặc một bộ áo giáp sáng màu bạc phía trên mơ hồ có quang hoa lưu động nhìn cũng không phải vật phàm chỉ tiếc là đã hư hại hơn phân nửa nắm trong tay một thanh loan đao màu trắng dài đến bảy thước lân thú không đúng là khôi lỗi hàn lập dò xét hai mắt viên hầu màu đen lộ ra một tia kinh ngạc cự viên màu đen này toàn thân mọc đầy lông đen hai mắt giống như chuông đồng chất động lên lãnh mang nhè nhẹ răng nhanh trong miệng nhô ra thậm chí còn có nước miếng sền sệt dính trên đó, thoạt nhìn giống y sinh vật thật, nhưng Hàn Lập liếc mắt một cái là đã nhìn ra nó không phải lân thú, mà là khôi lỗi. Viên hầu màu đen này cho hắn cảm giác có vài phần tương tự giải đạo nhân lúc trước. Ánh mắt Hàn Lập theo đó chuyển hướng, nhìn vào trên thanh loan đao màu trắng. Thanh loan đao không có chút vết tích mục nát nào, lưỡi đao ẩn hiện từng đồ án tinh thần như thủy ngân chấp động không ngừng. Từng đạo đao khí mạnh mẽ tản ra từ trên loan đao, khuấy động không khí chung quanh không ngừng rung động. Hàn Lập chưa kịp nhìn kỹ, viên hầu màu đen kia đã đạp chân một cái, cơ thể hóa thành một đạo hắc tuyến lao thẳng về trước. Cùng lúc đó, tinh thần đồ án màu trắng trên loan đao trong tay nó bỗng nhiên sáng lên, trên lưỡi đao bắn ra một đạo đao mang rét lạnh cao vài trượng, chém về phía cổ Hàn Lập. Hàn Lập nhìn như không thấy đao mang rét lạnh này, thân thể bỗng nhoáng một cái về hai bên, hóa thành bốn năm bóng người giống nhau như đúc bay ra mấy phương hướng trái phải. Trong miệng viên hầu màu đen gầm nhẹ một tiếng, cánh tay khẽ động, Loan đao trong tay quay tít một vòng, hóa thành một vòng tròn, vây mấy đạo nhân ảnh Hàn Lập vào trong, lập tức hung hăng xoắn giết. Nhưng mấy bóng người kia giống như huyễn ảnh, ánh đao mạnh mẽ đụng đến một cái, lập tức hóa thành hư vô. Viên Hầu màu đen thấy cảnh này, lập tức khẽ giật mình. Vào lúc này, thân hình Hàn Lập như quỷ mị lăng không xuất hiện trước người Viên Hầu màu đen, tay trái dựng thẳng thành đao, phút chốc đánh ra, nhanh như thiểm điện chém vào cổ tay Viên Hầu màu đen. Phập phập một tiếng, dưới tay Hàn Lập cổ tay viên hầu màu đen yếu ớt như đậu hũ dễ dàng bị một đao chém đứt trong miệng hắc viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương một tay khác đảo ra như điện nắm đấm to bằng đầu người hung ác đập xuống đầu hàn lập nhưng động tác hàn lập nhanh hơn nó rất nhiều tay kia lật lại đã nắm loan đao màu trắng vào trong tay đồng thời cánh tay run lên trở nên mơ hồ loan đao màu trắng cũng hóa thành một đạo tản ảnh màu trắng xẹt qua thân thể viên hầu màu đen thân hình hai bên lướt ngang qua nhau từ đầu đến chân cơ thể viên hầu màu đen phập một tiếng vỡ thành hai mảnh. Hai mảnh tàn thể ngã trên mặt đất, lăn mấy vòng rồi bất động. Chất lỏng màu bạc tuôn ra từ trong cơ thể viên hầu màu đen, giống như một loại máu bình thường. Trong cơ thể viên hầu có đủ ngũ tạng, thoạt nhìn cơ bản không khác vật còn sống, chẳng qua những thứ nội tạng này đều được chế thành từ một loại huyết sắc ngọc thạch, có chút kỳ lạ. Hàn Lập nhìn tàn thể viên hầu màu đen một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía loan đao sáng như tuyết trên tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tay cầm đao của hắn hơi dùng sức, vận chuyển thiên sát chấn ngục công, trên lưỡi đao bỗng dâng lên một đạo đao mang sáng như tuyết, tựa như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khuấy động không khí xung quanh ông ông rung động mạnh. Theo cánh tay kia vung lên, loan đao sáng như tuyết lập tức biến ảo thành từng đạo đao ảnh, tựa như từng đầu linh xà màu trắng xoay quanh người hắn. Đao ảnh xẹt qua vách tường cạnh đó, dễ dàng để lại từng vết cắt sâu, vách tường cứng rắn trước mặt loan đao lại yếu ớt như đậu hũ. Hàn Lập rất nhanh dừng thử nghiệm, nhưng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Tuy loan đao này nhìn như uy lực bất phàm, nhưng không phải tinh khí, không thể ra chỉ uy năng cho thân thể như tinh đấu thuẫn, nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện bán tinh khí. Nhưng dù vậy, dưới tình huống hiện giờ, đao này coi như là một thanh vũ khí cực chân quý. Hàn lập vác loan đao sau lưng, tiếp tục thu liếm khí tức, đi về phía trước. Sau đại môn tế đàn là một hành lang thật dài, hai bên vách tường dùng đá màu xám xây trồng lên, tản ra âm khí nhẹ nhẹ. Đường hành lang khá rộng rãi, rộng khoảng 3-4 trượng, cao 2-3 trượng, hơn nữa chẳng biết vì sao ánh sáng nơi đây cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách trước sau hơn 10 trượng, đi trong đó khiến người ta có một cảm giác bị đè nén dị thường. Lông mày hàn lập hơi nhăn lại, nhìn vài lần phía trước, tiếp tục cất bước đi tới. Nhưng hắn đi cực kỳ cẩn thận, e sợ mặt đất dưới chân hoặc trong vách tường lại nhảy ra một khôi lỗi, hay một thứ gì khác. Cũng may lo lắng của hắn không xảy ra, đi vào bên trong thời gian một bữa cơm cũng không còn bị tập kích nữa, hơn nữa một cửa ra vào tản mát ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện ở phía trước. Tinh thần Hàn Lập chấn động, lập tức bước nhanh hơn, bước qua cửa ra. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đại sảnh hình vuông xuất hiện ở trước mắt. Diện tích sảnh này lớn khoảng mấy trăm trượng, trên nóc khảm từng khỏa hình thạch màu trắng, tản ra bạch quang sáng ngời, như đèn đuốc chiếu nơi đây sáng trưng. Trong đại sảnh cũng không phải không có vật gì, từng tượng đá to to nhỏ nhỏ đứng nằm ở đó những tượng đá này hoặc nằm hoặc đứng biểu cảm trên mặt cũng khác nhau có cái hưng phấn có cái tràn ngập đau khổ thần sắc dung mạo cũng không cái nào giống cái nào hơn nữa đều trông rất sống động thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị hàn lập thấy cảnh này mặt lộ vẻ kinh ngạc vào lúc này trong tầm mắt hắn xuất hiện một chút tàn quang màu trắng sau một khắc điểm tàn quang ấy nhanh chóng biến lớn tỏa sáng giống như ngôi sao từ trên trời giáng xuống với thế không thể đỡ đánh úp về phía mặt hắn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi sắc mặt hàn lập bỗng biến đổi Thân hình nhoáng một cái, lui về phía sau cực nhanh. Cùng lúc đó tay hắn khẽ động, loan đao sau lưng lăng không xuất hiện trong tay, xoay tròn quanh đầu hắn, khó khăn lắm mới ngăn được đạo bạch quang kia. Một tiếng nổ ken vang lên thật lớn, một cỗ man lực phát ra từ trong bạch quang làm cánh tay Hàn Lập cầm đao chấn rung kịch liệt một cái. Vốn cả người hắn đang nhanh chóng lui về sau, bị lực chấn lui nhanh hơn, thân hình như không thể khống chế được, bị đánh bay ra sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình chỉ có điều đạo bạch quang kia cũng bị hắn đánh bay xoay vòng như bánh xe bắn ngược trở về lúc này hàn lập mới nhìn rõ bản thể bạch quang kia đó là một thanh tế kiếm màu trắng như linh xà mặt ngoài lấp lánh vô số ánh sao tất nhiên là một thanh tinh khí cực tốt ngay sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra từ sau một pho tượng đá thò tay tiếp lấy xà hình tế kiếm bất ngờ chính là phong vô trần vốn định một kiếm chém đầu cho ngươi thoải mái một chút không ngờ tiểu tử ngươi lại nhanh nhẹn như thế Phong vô trần nhìn Hàn Lập, liếm liếm bờ môi, không chút che giấu sát khí lạnh lạnh trong mắt. Phong vô trần, không ngờ chúng ta thật đúng là có duyên, hoặc là nói, oan ra ngõ hẹp. Trong mắt Hàn Lập hơi híp lại, trong miệng nói vậy. Một kích vừa rồi kia, lực lượng của Phong vô trần dường như lớn hơn nhiều so với khi giao thủ trên lôi đài, chẳng lẽ đối phương đạt kỳ ngộ gì trong đại khư. Ha ha, oan ra ngõ hẹp, nói hay lắm, lúc trước trong tu la trường có quá nhiều người, ta còn chưa xuất ra toàn lực cộng thêm nhất thời sơ sẩy mới khiến cho ngươi chiếm được chỗ sơ hở kia lúc này ở đây không có ai khác ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong trong mắt phong vô trần hiện lên một tia hung ác dường như cực kỳ có lòng tin với chính mình mặc dù lúc trước chúng ta có tranh chấp nhỏ nhưng cũng đều vì chủ mình lúc này trong đại khư có người khôi thành dù sao ta và ngươi cùng thuộc một bên huyền thành hà tất lúc này lại sinh tranh đấu vô nghĩa hàn lập nghe vậy trong lòng hơi thả lòng chậm rãi nói làm sao muốn xin tha đã muộn ngày đó trên huyền đấu đài ngươi khiến ta mất mặt trước nghĩa phụ và tất cả mọi người như vậy bất kể ngươi cầu xin ra sao hôm nay cũng đừng mong sống sót rời đi trong mắt phong vô trần hiện lên một tia quang mang oán độc khắc cốt bạch quang trong tay gã chợt lóe nhiều thêm một thanh xà hình tế kiếm nói như vậy các hạ nhất định muốn động thủ hàn lập thở dài nhàn nhạt nói phong vô trần phát ra một tiếng cười ác độc không muốn nói tiếp chân bước tới một bước thân ảnh gã đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc liền vượt khoảng cách tầm hơn 10 trượng giữa hai người, lăng không xuất hiện trước người Hàn Lập. Hai thanh xà hình tế kiếm trong tay gã vừa nâng lên liền đâm vào ngực Hàn Lập. Theo thân ảnh phong vô trần biến mất, đến khi song kiếm đâm vào ngực Hàn Lập, thời gian hầu như cùng lúc không sai biệt lắm, so với lúc đại chiến trên huyền đấu đài, tốc độ dường như nhanh gấp bội. Mà Hàn Lập đứng chỗ đó vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không kịp phản ứng. Vốn trong lòng Phong Vô Trần còn có chút tâm thần bất định, mắt thấy cảnh này, lập tức như chút được gánh nặng, ánh mắt chuyển từ trên mũi song kiếm sang khuôn mặt hàn lập. Gã muốn thấy thần sắc tuyệt vọng kinh hãi của kẻ này, hoàn toàn rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Nhưng mà, khi phong vô trần ngẩng đầu lên, thứ nhìn thấy là một đôi mắt băng lãnh mà bình tĩnh. Chẳng biết tại sao trong lòng phong vô trần lục bục mạnh một tiếng, lập tức chỉ nghe bục một tiếng, song kiếm trong tay gã đã bị một cỗ man lực đáng sợ đẩy ra. Hai tay gã run lên, hổ khẩu nóng lên, song kiếm dường như tuột tay bay ra. Trong lòng Phong Vô Trần kinh hãi, bước chân liên tục, thân hình đột nhiên biến thành một đạo huyễn ảnh sương mù, lập tức bắn ngược ra khoảng cách trăm trượng, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu ngươi đã kiên trì muốn động thủ, vậy ta không ngại thành toàn cho ngươi. Hàn Lập nhìn Phong Vô Trần, nhàn nhạt, nhạt nói ra, vừa nói xong, bạch quang trên người hắn lập lòe, từng quang mang huyền khiếu mới hiện ra, 237 chỗ huyền khiếu đều tỏa sáng hào quang, phát ra từng đạo tinh quang chói mắt không khí mười trượng quanh người Hàn Lập phát ra tiếng rít như núi thở biển gầm, một cỗ uy áp cực lớn không cách nào tưởng tượng từ trên người hắn bộc phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Uinh uinh uinh, cả tòa cửa sảnh không ngừng run rẩy, những tượng đá trong sảnh đều lắc lư ông ông. Làm sao có thể, sao ngươi lại có thực lực này? Phong vô trần nhìn qua hơn 200 chỗ huyền khiếu trên thân Hàn Lập, trong mắt lộ vẻ khó tin, trong miệng kinh hô. chương 934, huynh đệ tương tàn, Đối mặt với Hàn Lập đột nhiên triển lộ thực lực, Phong Vô Trần có chút thất thần, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên quay người lướt gấp vào chỗ sâu trong đại sảnh. Nơi đó còn có một cái cửa vào, hiển nhiên là thông vào sâu bên trong. Dưới chân Hàn Lập khẽ động, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất ầm ầm một tiếng nổ tung ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn tung tóe. Phong Vô Trần vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, sau lưng liền vang lên tiếng rít. Một bóng trắng mơ hồ nhanh chóng vô cùng đuổi theo. Quanh người mang theo sóng khí màu trắng cuồn cuộn, trong chớp mắt đã đến sau lưng gã. Một cánh tay trắng kiện từ trong sóng khí duỗi ra như điện, phía trên huyền khiếu bắn ra từng đạo tinh quang sáng ngời, mắt thường hầu như không thể nhìn thẳng. Một quyền đánh xuống, ầm ầm, hư không phụ cận tựa hồ cũng bị một quyền dẫn động nên uốn lượn, mảng lớn tầng tầng không gian bị đè xuống. Thân thể phong vô trần siết chặt, từng cỗ không gian áp bách chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, làm tốc độ của gã chợt hạ xuống sắc mặt gã không khỏi cuồng biến, biết không thể trốn thoát, trong miệng điên cuồng hét lên, quay người nhanh như thiểm điện, hai thanh xà kiếm giao nhau ngăn trên đỉnh đầu, tất cả lực lượng trong cơ thể phóng ra ùn ùn, rót vào trong song kiếm. Tinh quang trói mắt từ trên xà kiếm bộc phát ra, trên xà kiếm hiện ra từng quang điểm tinh thần, chừng mười mấy điểm, quay tròn động lại hóa thành hai thanh tinh thần cự kiếm to mấy trượng, giao chồng lên nhau, ý đồ ngăn cản một quyền phá thiên này. Nắm đấm hàn lập nện lên song kiếm, rắc một tiếng, tinh thần cự kiếm lập tức bị bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vụn tinh quang bắn ra chung quanh. Hai thanh xà kiếm cũng vỡ vụn từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà thân thể phong vô trần phảng phất như một cây cột gỗ, dưới một quyền long trời lở đất này tác động, hai chân lập tức bị lún sâu vào mặt đất đến ngang gối. Nắm đấm màu vàng không chút nào dừng lại, đánh xuống đầu phong vô trần. Mặt mũi phong vô trần tràn đầy vẻ kinh hãi, thân thể hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chớ nói chi là lách mình trốn tránh. Bạch quang chói mắt trên nắm tay Hàn Lập chợt hiện không thôi, lập tức che mất thân thể Phong Vô Trần. Thân thể Phong Vô Trần bên trong bạch quang vỡ vụn từng khúc, giống như hai thanh xà kiếm kia, trong nháy mắt từ đầu đến chân đều biến thành mảnh vỡ. Thân hình Hàn Lập giờ phút này mới hiển hiện ra, thu lại toàn bộ tinh quang lóe lên trên người, sóng khí cuồn cuộn phụ cận cũng lắng lại rồi biến mất. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thu tay về, mặc dù Phong Vô Trần ở bên trong đại khư có kỳ ngộ gì, thực lực dù tăng lên thế nào trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn vốn không muốn vô cớ giết người, bất quá nếu như đối phương chỉ cần đã đụng đến, hắn sẽ không ngại tiến đưa đi vãng sinh bất cứ lúc nào. Hàn lập cất bước đang muốn đi thẳng về phía trước, chợt khẽ di một tiếng, nhìn về phía chỗ phong vô trần vừa mới đứng, xoay người thò tay móc xuống dưới mặt đất, lấy ra một đôi trường hoa màu trắng. Toàn thân đôi giày này có màu trắng bạc, tựa hồ dùng một loại da thú đặc thù chế tác thành, sờ lên thấy mềm mại, đồng thời cũng mang theo tính bền dẻo, phía trên giày khắc lên từng đạo phù văn tinh thần màu trắng, chỗ mắt cá chân còn có hai đồ án loan nguyệt. Đôi giày này, sắc mặt hàn lập khẽ động, lập tức cởi giày của mình ra đổi, nhẹ nhàng bước tới một bước. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện cách đó hơn trăm trường. Hàn lập khẽ giật mình, tâm niệm vừa động, trên đôi giày màu trắng lập tức sáng lên từng trận bạch quang, chừng 64 quang điểm huyền khiếu hiển hiện ra, cùng hòa lẫn với hào quang huyền khiếu trên người trên mặt hắn lộ vẻ đại hỷ thân hình nhoáng một cái thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ hóa thành từng đạo tàn ảnh quỷ mị chớp động ở khắp nơi trong đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn khắp đại sảnh này đều là thân ảnh hàn lập sau một khắc tất cả tàn ảnh lập tức biến mất hòa làm một thể hàn lập lẳng lặng hiện trong đại sảnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó nói nên lời đôi giày màu trắng này thật sự là một kiện tinh khí không chỉ có công hiệu tăng phúc lực thân thể càng có thể đề cao tốc độ của hắn hàn lập vốn am hiểu tốc độ giờ phút này lại có đôi giày này tương trợ tốc độ gần như tăng lên không chỉ năm thành đây là còn chưa hoàn toàn luyện hóa một khi hắn luyện hóa xong đôi giày tinh khí này tốc độ chỉ sợ còn có thể tăng lên ba thành nữa phẩm cấp đôi giày này tuyệt đối cao hơn tinh đấu thuẫn của hắn khó trách phong vô trần đạt được bảo vật này về sau tin tưởng lập tức khiêu chiến với hắn đáng tiếc thực lực giữa hai người tranh lệch quá lớn đôi giày này cũng không cách nào bù đắp được hàn lập nhìn đôi giày trên chân càng xem càng ưa thích gọi ngươi là tinh nguyệt ngoa đi hắn nhìn đồ án loan nguyệt trên đôi giày một cái nói ra hàn lập sau khi thay đổi tinh nguyệt ngoa dù không vận chuyển vũ hóa phi thăng công bộ pháp dưới chân vẫn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều trong mảnh di tích này thả người bay vút đi thân hình mặc dù không bằng ngự phong phi hành nhưng cũng có chút ý vị đạp không mà đi hàn lập đi dọc theo hành lang sau đại sảnh tiếp tục đi vào chỗ sâu trong tế đàn con đường phía trước chợt kéo dài dốc xuống phía dưới hắn thoáng kinh ngạc một chút tiếp tục đi dọc theo hành lang đã đi được một khắc chuông xuất hiện một cái cửa lớn màu trắng ở phía trước hắn đi qua cánh cửa trước mắt liền sáng tỏ thông suốt một quảng trường to lớn xuất hiện dưới mặt đất ở phía trước trên quảng trường kiến trúc mọc san sát như rừng một mực kéo dài đến phương xa không biết đến tận đâu trong nội tâm hàn lập kinh ngạc tế đàn dưới mặt đất thậm chí có khu vực lớn như vậy hắn lấy lại bình tĩnh xuyên qua trùng điệp kiến trúc một đường tiến về phía trước sau một lát Kiến trúc trong quảng trường càng trở nên dày đặc, bên trong không thiếu cung điện có hoa văn trang trí tinh xảo. Hàn Lập dò xét từng cái, phát hiện đồ vật bên trong cơ bản cũng đã mục nát sạch sẽ, căn bản lục tìm không ra bảo vật tinh khí gì, ngược lại còn lưu lại một ít khôi lỗi vẫn còn chút dư lực. Chúng tập kích hắn mấy lần nhưng đều bị hắn tiện tay giải quyết hết. Tìm tòi sau một lúc, hắn không còn hứng thú nữa, bắt đầu gia tăng tốc độ bay vút đi. Lúc hắn đến một tòa thạch điện hình tròn màu đen, lông mày bỗng nhiên khẽ nhướng lên thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào trên thạch điện. Ngay sau đó, hắn vòng qua một hướng, hạ thấp thân hình sát trên mặt đất, chạy nhanh dọc theo con đường lát đá về phía một tòa thạch tháp cao 7 tầng phía bên trái. Hàn Lập đến trước cửa thạch tháp đã bị hủy hoại, không dừng lại chút nào, trực tiếp lách mình đi vào, nhanh chóng đi tới đỉnh tháp cao nhất, thân thể vươn ra trước một cửa sổ bên trái, nhìn về phía xa đánh giá. Chỉ thấy hơn nghìn trượng bên ngoài, chính giữa một tòa tiểu viện hình vòng cung xây dựng một tòa quảng trường đá trắng như diễn võ trường, phía trên đang có bốn đạo nhân ảnh chớp động qua lại, tựa hồ đang chém giết nhau. Bởi vì khoảng cách khá xa, thân ảnh bốn người lại chớp động với tốc độ cực nhanh, Hàn Lập ngay từ đầu cũng không thấy rõ hình dạng của bọn họ, chẳng qua phát hiện ba người trong đó mang phục sức người khôi thành, người còn lại mang một thân cốt giáp màu trắng, thân hình có mấy phần quen thuộc. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ đùng truyền đến, trong đó, tên nam tử cao lớn mặc cốt giáp màu trắng bị ba người khôi thành liên thủ, chúng một trọng kích, Thân hình bị bắn ngược ra sau, ầm ầm đập vào một bức tường màu đen cao hơn 10 trượng được xây làm bình phong trước cổng. Bức tường bình phong nặng nề nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số loạn thạch bắn tung tóe, cốt giáp nam tử rơi xuống đất. Một tay gã nắm thanh bạch cốt chiến đao chống lên mặt đất, băng tóc trên đầu rách nát, mái tóc tuyết trắng rối tung rủ xuống, bao trùm gương mặt trước đây bị mặt nạ cốt giáp che đi. Thạch xuyên không Hàn Lập thấy rõ khuôn mặt nam tử kia, tâm thần không khỏi hơi động một chút. Lông mày hắn hơi nhăn lại, đang định tiến lên cứu người, liền nghe người đứng giữa ba người kia mở miệng nói. Thập tam đệ a à, thập tam đệ, vì huynh thật không nghĩ tới, tại tích lân không cảnh này còn có thể đụng phải ngươi, đây chính là ngươi tự tìm cái chết đấy, không thể trách ca ca được. Y vừa dứt lời, liền gỡ tấm lụa đen trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt, thình lình chính là đại hoàng tử thạch trảm phong. Trong nội tâm hàn lập đột nhiên siết chặt, không nghĩ tới chính mình thật trùng hợp, trong này lại còn gặp cảnh huynh đệ tương tàn. Lúc này hắn mới nhớ, thời điểm lúc trước từng cảm thấy trong đám người khôi thành có ba người gây cho hắn cảm giác hơi quái dị bây giờ nhìn kỹ đúng là ba người này rồi nhưng tại sao đại hoàng tử lại xuất hiện ở tích lân không cảnh này nghe trong lời nói của y tựa hồ cũng không phải vì đuổi giết thạch xuyên không mà đến vậy rốt cuộc y đến là vì cái gì trong nội tâm hàn lập nghĩ đủ hướng nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đầu mối muốn đánh cứ đánh không cần nói nhảm nhiều như vậy lúc này Thạch Xuyên không đã từ mặt đất đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Giờ phút này cốt giáp trên người y đã có nhiều chỗ bị phá toái, xem ra trước khi Hàn Lập tới đây, song phương đã chém giết một lát rồi. Chẳng qua hiển nhiên là Thạch Xuyên không không thể địch lại chúng, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hừ, sắp chết đến nơi, miệng vẫn còn cứng như vậy. Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người khác cũng nhao nhao cởi trang phục khôi thành, lộ ra chân thân vốn có. Một người trong đó có thân hình cao lớn, Ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên người phủ lấy một kiện ma giáp đen kịt chính là đỗ nguyên năm đó ra hỏa trợ giúp thạch trảm phong điều tra tích lân không cảnh và cung cấp manh mối trọng yếu chính là người này hôm nay thạch trảm phong vẫn mang theo gã bên người đủ thấy y rất tín nhiệm và coi trọng gã một người khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thướt tha dung mạo kiều mị lại không diễm tục dung mạo không kém hơn tử thanh song thù mà năm đó hàn lập đã gặp nghĩ đến hơn phân nửa cũng là thân tín của thạch trảm phong chỉ thấy hai người một trái một phải đồng thời bay vút ra, tinh thần chi lực trên người dũng động, bên ngoài thân đều hiện ra 150, 160 huyền khiếu, thực lực đều không kém. Trong đó, nữ tử kiều mị tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng tốc độ lại cực nhanh, cùng đỗ nguyên đồng thời ra tay nhưng lại nhanh hơn mấy nhịp, xông đến bên trái thạch xuyên không. Cổ tay nàng run lên, một cây bạch cốt nguyễn tiên liền từ trong tay áo bắn nhanh ra, giống như linh xà xuất động điểm vào mi tâm thạch xuyên không. Thạch xuyên không quát lớn một tiếng, tay phải rút đao bổ một phát về bên trái. Hào quang tinh thần trên thân đao đột nhiên tràn ra ngoài, mấy chục chỗ tinh khiếu đồng thời sáng lên, hóa thành một mảnh quang nhận tuyết trắng, đột một xuất hiện trên thân đao giống như thực chất, chém qua phía nàng. Bạch cốt Nguyễn tiên vốn linh động hơn cốt đao, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, vốn sẽ đến trước một bước điểm chúng nghi tâm thạch xuyên không, thế nhưng phía trên cốt đao lại ngưng ra một vệt quang nhận tinh thần, cứng rắn lấn át ưu thế về độ dài của bạch cốt nguyễn tiên, đi trước một bước chém về phía ngực nữ tử kiều mị kia. Nữ tử kiều mị thấy thạch xuyên không tính dùng tổn thương đổi tổn thương, lúc này căn bản không để ý chuyện dùng bạch cốt nguyễn tiên bắn vào mi tâm thạch xuyên không nữa, mà nhớ mày, cổ tay cong lên. Bạch cốt trường tiên kia liền đảo ngược quay về, quấn lấy thân đao thạch xuyên không, gắt gao ngăn chặn nó lại. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên cũng đã đuổi theo tới, nâng lên một quyền, từ phía bên phải đập xuống xương sườn thạch xuyên không. Thạch xuyên không thấy thế, mãnh liệt rút đao lại, dùng đầu chui đao đón đỡ nắm đấm Đỗ Nguyên ầm một tiếng vang lớn, nắm đấm Đỗ Nguyên đập vào điểm cuối chuôi cốt đao, kích động lên một mảnh sóng khí, rung động gào thét. Thạch Xuyên không lập tức cảm thấy hai tay nặng nề, chợt trượt mạnh, gần như không cầm nổi chuôi đao. Gã quát lớn một tiếng, bên ngoài thân lập lòe hào quang, cũng có gần 160 chỗ huyền khiếu sáng lên khi tức trên người truyền ra còn mạnh hơn rất nhiều so với hai người kia. chương 935, chân tướng, với chút thực lực ấy mà muốn lấy một địch ba, mơ tưởng, thạch trảm phong thấy thế cười nhạo một tiếng dứt lời hai chân gã đạp mạnh xuống đất cả người bỗng lóe lên nâng một tay dựng thẳng quyền chập ngón tay lại như đao chém thẳng xuống đầu thạch xuyên không trên tay gã vô số huyền khiếu dày đặc sáng lên bạch quang trên tay tuôn ra rất giống một thanh chiến đao sắc bén bên trên truyền ra từng trận giao động khiến người ta sợ hãi dường như thạch xuyên không cũng nhận ra mối đe dọa của một kích này tránh người muốn thu đao nghênh đón nhưng nữ tử kia và đỗ nguyên đang giáp công hai bên y bị khống chế chặt tại chỗ, trong nhất thời không thể tránh thoát. Hàn lập thầm kêu một tiếng không tốt, tạo thế chuẩn bị lao khỏi tháp cao. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, trước ngực thạch xuyên không bỗng hiện lên một tia sáng đen, một thứ như sợi dây chuyển rơi xuống từ trước ngực y, xoảng một tiếng, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một vòng xoáy đen phát ra từ trong đó, một đầu lân giáp dị thú cao tới 10 trượng, dáng như ma viên, trên thân lại hiện ra vô số gai nhọn dày đặc, lập tức đánh tới trước mặt thạch trảm phong keng một tiếng bén nhọn như kim loại giao kích chuyển đến thạch trảm phong lấy tay làm đao cánh tay giáng xuống đầu lân thú ma viên nhưng sau khi va chạm lại bị văng ngược ra ngoài hàn lập thấy vậy hơi ngẩn ra ma viên kia giống như đúc dị thú lân giáp dư tợn bị giam trong vật điêu khắc tinh xảo dạng như chiếc lồng màu đen mà năm đó tam ca của thạch xuyên không cho y chỉ thấy lân thú ma viên sau khi phá tan chiêu của thạch trảm phong quay người vung một trường đập về phía nữ tử kiều mị kia nàng ta vội vàng thu lại cốt tiên trong tay nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tránh thoát không cứng đối cứng với nó ngược lại đỗ nguyên thấy thế thân hình lóe lên tới bên phải lân thú ma viên nâng một quyền đập tới hình thể ma viên kia nhìn như cực lớn nhưng phản ứng lại không chậm chút nào thân eo cong lại quay người một quyền đập tới uyên một tiếng vang thật lớn hai quyền chạm nhau phát ra xung kích kịch liệt hư không chấn động một đoàn khí thức cuồng bạo thổi cuốn về phía bốn phương tám hướng thân hình thạch xuyên không nhảy lên Định mượn cỗ lực lượng này bay ngược đi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng y vừa nhảy vào không trung đã nghe thấy một tiếng hét to truyền đến, chạy đi đâu? Ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu có một đạo bạch quang thoáng hiện, Thạch Trảm Phong Lăng không tới, tiếp tục lấy tay làm đao chém xuống. Tốc độ đó cực nhanh, Thạch Xuyên không không kịp nâng đao nghênh đón, chỉ có thể lui về sau theo bản năng. Chỉ thấy một đạo bạch quang chém vừa đúng theo hai gò má, kề sát lồng ngực y trượt xuống. Xoẹt, một lọn tóc trắng bay ra gương mặt thạch xuyên không có một vết máu kéo dài cốt khải bao phủ trên mặt rác một tiếng vỡ vụn máu tươi trước ngực chảy ra rạch ra một vết thương sâu thấy cả xương thân hình y ngã xuống đập trên mặt đất thạch trảm phong đuổi theo không bỏ một cước đạp thẳng lồng ngực y ầm ầm đại địa chấn động mạnh mẽ khói bụi nổi lên bốn phía cả người thạch xuyên không hám xuống mặt đất trong miệng không ngừng trào ra máu đại địa dưới chân phủ đầy vết nứt dày đặc như mạng nhện thạch trảm phong một cước dẫm mạnh vào vết thương ở lồng ngực thạch xuyên không rồi tung cước đá văng tinh khí chiến đao mà Thạch Xuyên không đã không thể cầm được nữa, xong lấy mũi chân hất một cái, tiếc trong tay. Gã vung vẩy một chút rồi nắm chặt nó. So với Thạch Phá không, thực tế ta không quá ghét ngươi, chẳng qua là. Ai, thôi đi, chỉ trách ngươi có mắt không tròng. Ánh mắt gã nhìn xuống gương mặt Thạch Xuyên không, trong mắt không có vẻ gì là châm chọc, ngược lại có chút thần sắc bi ai. Một câu vừa dứt, trường đao trong tay gã bỗng vung lên, muốn chém rụng đầu Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên Không trên mặt đất dường như đã không muốn chống cự, trên mặt lộ ra một ý cười bất đắc dĩ, tay trái luôn nắm chặt bỗng mở ra, lộ ra một miếng ngọc huyết hình lá cây nhuốm máu. Chính là ấn tín Tam hoàng tử cho y, trên ấn tín dính tinh huyết của y, dường như đã được thúc dục, từng đạo gân mạch cực nhỏ bên ngoài liên tiếp sáng lên, từ đó bùng lên một đạo quang mang chói mắt. Đây là, Thạch Trảm Phong thấy thế, bỗng kinh sợ kêu một tiếng, không dám bất chấp chém giết Thạch Xuyên Không, thân hình nhanh chóng lùi lại hàn lập nhìn từ xa chỉ thấy không khí cạnh thạch xuyên không đột nhiên co rút một trận toàn bộ ngưng tụ chung quanh y tiếp đó là một vòng kiêu dương màu trắng tỏa ra ầm ầm một tiếng nổ tung vang lên kịch liệt đoàn kiêu dương sáng rực kia lập tức hóa thành một khí mây mút trời bốc tới trăm trượng trên không toàn bộ quảng trường đá trắng cũng theo đó bị một đoàn bạch quang trói mắt bao phủ khiến người ta không thể nhìn rõ một vòng sóng khí cuồng bạo lan tới bốn phương tám hướng lập tức khiến cho mảng lớn nền đá bị bốc lên bay bụi mù ra như bão cát. Hàn lập đứng trên tháp cao, một cỗ khí thức nóng rực cuồn cuộn quét tới trước mặt, thổi vào khiến da mặt hắn đau nhức, con mắt cơ hồ không mở được. Hắn chỉ cảm thấy thạch tháp dưới chân không ngừng rung động mạnh, bụi bặm rào rào rơi xuống, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Loại khí thế kinh người này duy trì liên tục hơn 10 hơi thở mới từ từ hạ xuống, dần dần bình ổn. Lớp ngoài của thạch tháp tựa như đã trải qua hổ thực nghiêm trọng, theo sói mòn bên ngoài mà chóc ra từng mảng dày đặc, khiến nó càng trở nên đơn bạc. Hàn lập vịn vào bệ cửa sổ đã rõ ràng bị mỏng đi một tầng, lông mày hắn nhăn nhó, ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn về quảng trường đá trắng kia. Nhưng chỗ đó cũng trở thành một mảnh trống rỗng, chỉ để lại một hố to sâu hơn 10 trượng, chu vi khoảng trăm trượng, xung quanh vốn là nền đá và phòng ốc thành cung đã hóa thành cho bụi, tất cả đều biến mất không còn gì. Giữa hố lớn có một thân ảnh rách nát, toàn thân trải đầy vết máu đen, không nhúc nhích, sinh tử không rõ. Đúng lúc này, lồng ngực người nọ đột nhiên phập phồng mạnh một chút, bỗng ho khan một tiếng, cuối cùng tỉnh lại. Tóc bị bết vào một chỗ, ngả sang một bên đầu, lộ ra một gương mặt tràn đầy máu đen, chính là thạch xuyên không. Không biết tại sao, sử dụng miếng ấn tín thạch phá không đưa, chẳng những không truyền tống về ma vực, ngược lại bị một bạo kích nặng như vậy. Thạch xuyên không giấy dụa muốn ngồi lên, thân thể vừa khẽ động, một cỗ đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế tuôn ra từ xương cốt tứ chi, khiến y bật ra một tiếng kêu đau đớn được kiềm chế đến tận cùng dưới uy năng của bạo không giới phù mà ngươi vẫn giữ được tính mạng đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm lúc này thạch trảm phong cùng hai người đỗ nguyên chậm rãi đi đến miệng hố vỗ tay tán dương quần áo trên người gã cũng nát tươm một nửa ngay cả nội giáp mặc bên trong cũng nứt vỡ hơn phân nửa cánh tay phải và bả vai một mảnh huyết nhục mơ hồ không ít nơi đều lộ ra xương trắng khi hàn lập thấy bốn chữ bạo không giới phù mi tâm không khỏi nhảy dựng động tác vuốt vẻ ấn tín hình lá cây dưới tay dừng lại trong mắt không khỏi hiện lên một tia u ám nếu trước đó xuyên qua hắc uyên và không gian phong bạo tiến vào đại khư hắn sử dụng phù này thật như vậy lúc này phần lớn đám người hai thành huyền khôi cũng đã thân tử đạo tiêu thạch xuyên không nằm giữa hố lớn mặc kệ lời đại hoàng tử nói vẫn dãy giụa lấy muốn ngồi dậy nhưng trên dưới toàn thân y gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích chỉ có cái cổ còn có thể ra sức vặn vẹo kéo theo thân thể không ngừng lắc lư khiến vết cháy đen toàn thân chấn động rơi lả tả nhưng mà theo những vết máu và cho tàn quần áo cốt giáp rơi xuống, dưới vết cháy đen trên thân y lại lộ ra từng mảnh vết trắng sáng bóng, bọc ngoài một lớp xa y màu trắng cực mỏng. đây là tinh hồ vũ y bảo sao ngươi có thể còn một hơi thở giữa cường lực mạnh như thế lúc nổ tung, thì ra là có bảo vật này hộ thể à? năm đó mọi người đều nghĩ à mẫu thân quyến rũ của ngươi khi còn sống thiên vị thạch phá không, sẽ để lại trí bảo thiếp thân này cho hắn, không ngờ bà ta lại truyền cho ngươi. thạch trảm phong tấm tắc kêu kỳ lạ, mỉa mai cười nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, trong đầu hiện ra Mỹ phu nhân luôn mang ý cười trên mặt, nhớ tới bà luôn nhẹ giọng gọi tên Y và Tam Ca, nhớ tới hình ảnh của bà tại thời điểm trước khi Lâm Trung tặng Vũ Y cho Y. Nữ tử hồ tộc ôn nhu kia đến chết cũng chưa từng nói nửa câu oán hận, chỉ hy vọng hai người huynh đệ bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống sót thật tốt ở thế gian hung hiểm này. Tam Ca, bạo không giới phù thật sự là bút tích của người sao. Thạch Xuyên không từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ chảy xuống. Grau, đúng lúc này, một tiếng thú giống bỗng vang lên, trên nửa sườn hố to, đột nhiên một mảnh bụi đất tung bay, con lân thú ma viên kia đột nhiên chui ra từ trong, lông tóc không tổn hao gì mà lao như điên về phía ba người Thạch Trảm Phong. "Xử lý sạch đi." Trong mắt Thạch Trảm Phong hiện lên một tia thần sắc chán ghét, nhẹ giọng phân phó một tiếng. Đỗ Nguyên và nữ tử nhỏ bé xinh xắn kia đồng thời lách mình ra, một trái một phải nghênh đón đầu lân thú ma viên kia, quần chiến một bên. Lúc này thạch trảm phong chậm rãi đi xuống đáy hố, tới cạnh thạch xuyên không, ngồi xổm xuống. Chỉ thấy gã tiện tay xé, kết quả tinh hồ vũ y bao phủ toàn thân thạch xuyên không như sương mù tản ra khắp nơi, trực tiếp biến mất không thấy. Ai, hủy rồi, đáng tiếc, gã than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, dứt lời, gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thạch xuyên không, trong mắt toát ra một vòng thần sắc bi ai, một tay nhấc chuôi chiến đao, ấn mũi đao lên ngực thạch xuyên không. Đại ca, người thấy tam ca của ta làm người như thế nào? Lúc này, Thạch Xuyên không bỗng mở hai mắt ra, thần sắc trong mắt đã khôi phục như thường, hỏi một vấn đề dường như không hiểu thấu. Thạch Trảm Phong nghe vậy, không ngờ lại cau mày suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói, hắn. Ta luôn nhìn không thấu, đều nói người hiểu rõ người nhất luôn là địch nhân của ngươi. Ngay cả đại ca cũng nhìn không thấu tam ca của ta, xem ra từ trước tới giờ đều là ta hốc mắt nông cạn. Thạch Xuyên không thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Được rồi, nên tiễn ngươi lên đường. Thạch Trảm Phong nhất thời cũng không nghĩ ra ý tứ trong lời Thạch Xuyên không, chậm rãi nói. Thạch Xuyên không mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại. Hai mắt Thạch Trảm Phong ngưng lại, xua tan sự u sầu không biết tại sao sinh ra trong lòng, cổ tay gã chuyển một cái, muốn đâm xuống lồng ngực Thạch Xuyên không. chương 936, Bất Hòa, ngay tại thời điểm chiến đao trong tay Thạch Trảm Phong chuẩn bị chém xuống, một tiếng view vang lên. Cửa sổ tòa Thạch Tháp nơi Hàn Lập đang đứng sụp đổ trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, lao ra từ bên trong, hào quang trên đôi tinh nguyệt ngoa chấp động liên tục, cấp tốc bay về phía thạch xuyên không. Nhưng thân hình hàn lập vừa mới lăng không vượt qua mấy trăm trượng thì lông mày chợt nhíu lại, khóe mắt liếc về phía xa xa nơi một đạo thân ảnh màu trắng lấy tốc độ so với hắn càng thêm mau lẹ cũng đang lao về phía thạch xuyên không. Hắn lập tức đình chỉ độn quang, thân hình hạ xuống phần mái của một tòa đại điện nơi vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Thạch Trảm Phong đang muốn dùng một đao cắt nước tâm mạch của Thạch Xuyên không thì đột nhiên nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế. Nội tâm hắn cả kinh, động tác lập tức dừng lại. Khi hắn xoay người nhìn lại thì phát hiện nơi lồng ngực Đỗ Nguyên, kẻ đang chém giết cùng Ma Viên Lân thú đã mọc lên một đóa hoa lớn màu trắng dính đầy máu tươi. Trước khi hắn kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đóa hoa màu trắng kia đột ngột khép cánh lại, biến thành một mũi thương hình nụ hoa vô cùng sắc nhọn, đột ngột rút ra khỏi ngực của Đỗ Nguyên lồng ngực đỗ nguyên lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn máu tươi phun ra như suối vương vãi khắp nơi ngay sau đó một thân hình mảnh khảnh mặc bộ cốt giáp trắng tinh lách mình đi ra từ phía sau thân thể đỗ nguyên tay kẻ này cầm một cây cốt thương kỳ quái hướng về phía thạch trảm phong vừa mỉm cười vừa vung vẩy là ngươi thạch trảm phong kinh ngạc kêu lên không chỉ thạch trảm phong ngay cả hàn lập người đang giấu mình trên nóc đại điện phía xa cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt bởi kẻ mặc cốt giáp màu trắng vừa xuất hiện kia, không ai khác, chính là cốt thiên tầm. Chỉ thấy trường thương trong tay nàng run lên, mũi thương chọc thủng đan điền của Đỗ Nguyên. Bạch quang lần nữa lóe lên, mũi thương hình nụ hoa nở rộ thành đóa hoa năm cánh, trực tiếp xoắn nát Nguyên Anh gã. Nữ tử kiều mị kia nhìn thấy Đỗ Nguyên bị giết, lập tức bỏ chạy về phía thạch trảm phong. Nhưng đầu ma viên lân thú nọ lại không chịu bỏ qua, trực tiếp đuổi theo nàng này tiếp tục chém giết. Vị đạo hữu huyền thành này, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải giết đồng bạn của ta? Thạch Trảm Phong nhướng mày, hỏi. Thạch Xuyên không lúc này cũng mở hai mắt ra, khó khăn nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng Cốt Thiên Tầm nhìn lại hắn, kẻ vốn đã bị trọng thương hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, với thần sắc mười phần lạnh lùng. Nàng hoàn toàn không có ý định trả lời, thân hình trượt động, lao nhanh về phía Thạch Trảm Phong. Muốn cứu người sao, ta lại muốn cho người thành công dã tràng như lấy giỏ che múc nước vậy. Thạch Trảm Phong cười khặc khặc, trường đao trong tay lại chuyển động, chém xuống đầu thạch xuyên không. Thế rơi của trường đao dường như hoàn hảo, lực đạo lại mạnh mẽ vô cùng. Dưới một kích này, đầu thạch xuyên không nhất định sẽ bị đổ đôi. Trên thực tế, mặc dù thế đao bổ xuống không đổi, nhưng thạch trảm phong vẫn không ngừng liếc mắt theo dõi cốt thiên tâm, kẻ đang cấp tốc lao về phía hắn. Trong bàn tay vừa mới mọc lại vẫn còn chút huyết nhục kia của hắn lặng lẽ nắm lấy một thanh bạch cốt đoạn đao mỏng như lá liễu, với hơn 10 tinh khiếu đang đồng thời sáng lên. Chỉ đợi cốt thiên tầm vì cứu người mà ra tay với hắn, hắn liền tận dụng cơ hội dùng chuôi đoạn đao này làm trọng thương, thậm chí lấy mạng nàng ta. Nhưng tại khoảnh khắc khi cốt thiên tầm đã đến rất gần, thạch trảm phong kinh ngạc phát hiện trường thương trong tay nàng không hề hướng đến chiến đao đang hạ xuống kia mà nhắm thẳng vào đầu mình. Nàng này là đến giết người, không phải cứu người A. Ngay tại thời khắc kinh ngạc đó, thạch trảm phong cũng không suy nghĩ nhiều, thủ trưởng đột nhiên vung lên, chuôi đoạn đao lá liễu lập tức bắn ra từ lòng bàn tay, nhắm thẳng vào mi tâm giữa hai lông mày cốt thiên tầm. Chỉ thấy trên chuôi đao nho nhỏ kia là hơn 10 tinh khiếu đang tỏa sáng, một trận bạch quang tràn ra bao phủ khắp thân đao. Nó lập tức huyễn hóa thành hàng trăm đao ảnh bắn nhanh về phía nữ tử họ cốt. Nàng ta thấy thế, lông mày nhíu chặt lại, nhưng tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao thẳng đến. Bất quá trường thương trong tay nàng nhoáng lên đánh về phía đoàn đao. Từ đầu mũi thương, Bạch quang phun trào và lập tức nó lại nở rộ thành một đóa hoa lớn đem tất cả đao ảnh vây lại. Tiếp theo, năm cánh hoa trên đầu thương khép lại, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, cùng với chuôi đoạn đao vừa bị cuốn vào trong đó, tất cả nhất nhất đâm về phía thạch trảm phong. Mũi chân thạch trảm phong điểm nhanh một cái, thân hình mau chóng lùi lại về sát miệng hố. Đứng bên miệng hố, gã nhìn về phía nữ tử kiều mị nãy giờ đang bị ma viên lân thú cuốn lấy không cách nào thoát thân, rồi lại nhìn xuống cánh tay còn chưa hoàn toàn hồi phục vẫn còn một ít máu thịt lộ ra ngoài. Gã thở dài, quát lớn một tiếng, chạy, vừa dứt lời, thạch chảm phong dùng mình một cái, thân hình trực tiếp biến mất. Nữ tử kiều mị kia nghe tiếng cũng lập tức lùi lại rồi cũng nhanh chóng tẩu thoát không chút do so dự. Đầu ma viên kia đuổi theo một hồi mà không cách nào bắt kịp, lập tức mất đi mục tiêu. Nó vậy mà lại quay đầu, lao về phía cốt thiên tầm. Đồ tạp trùng, cốt thiên tầm thấp giọng mắng một câu, phất tay một cái, một vật nhỏ nhìn giống lệnh bài theo đó liền bắn ra, rồi sau đó lơ lửng trong không trung trước mặt ma viên. Ma viên nhìn thấy vật đó, hai mắt tối sầm lại, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành miếng phủ điêu rơi vào trong tay cốt thiên tầm cùng với tấm lệnh bài kia. Hàn lập từ xa trông thấy một màn như vậy, thần sắc càng trở nên phức tạp. Người tới cứu ta, hay là tới giết ta? Thạch xuyên không bình tĩnh nhìn cốt thiên tầm đang lại gần hắn, hỏi. Cốt thiên tầm không trả lời, trong mắt hiện lên một chút đau thương. Trường thương trong tay nàng nhấc lên, không hề do dự đâm thẳng xuống nghi tâm thạch xuyên không. Ngay lúc này, một đạo bạch quang hình vòng cung từ xa lao tới, con một tiếng đánh vào mũi thương. Tiếp đó, chỉ thấy hàn lập chân đạp hư không, như lướt trên gió đến bên cạnh thạch xuyên không, một tay hắn nắm thanh loan đao màu trắng lúc trước dùng như ám khi ném tới. Cốt đạo hiếu, ngươi làm cái gì vậy? Ánh mắt hàn lập ngưng trọng, nhìn cốt thiên tầm trước mặt với vẻ lạ lắm, nhíu mày hỏi. Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi vô duyên vô cớ ngăn ta làm việc, ngược lại là muốn làm cái gì cốt thiên tầm thấy hàn lập xuất hiện từ từ mở miệng chất vấn ngược lại vị thạch đạo hữu này là bằng hữu của ta hẳn là cùng ngươi không thù không oán nếu ta đã có mặt ở đây tự nhiên sẽ không để cho hắn bị thương tổn mặt hàn lập không biến sắc từ tốn nói ra nếu như ta nói không thể không giết hắn thì sao cốt thiên tầm lạnh lùng nói ra vậy thì đành đắc tội hàn lập không hề do dự tốt chữ tốt trong miệng vừa nói xong chân liền động cốt thiên tầm chủ động bỏ qua thạch xuyên không, bay thẳng đến đánh hàn lập. Trường thương trong tay nàng hiện lên hơn 30 điểm tinh cứu đang không ngừng phát sáng, bạch quang nở rộ trói mắt. Nàng khua một cái, hơn trăm đạo thương ảnh màu trắng rậm rạp, chẳng chịt giống nhau như đúc hiện ra đâm về khắp nơi trên thân thể hàn lập. Lần giao thủ này vậy mà không hề lưu tình chút nào. Sắc mặt hàn lập có chút lạnh lùng, tay cầm đao vung lên. Loan đao màu trắng tạo thành một đường cong vi diệu, chém xuống một trời thương ảnh kia. Trong nháy mắt, hơn trăm đạo thương ảnh cứ thế bạo liệt phiêu tán. Lưỡi đao màu trắng vậy mà chuyển xác bổ chúng mũi thương, hoàn toàn đem nó cản lại. Cốt thiên tầm không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trường thương trong tay chợt chuyển một cái, mũi thương nở rộ thành bốn cánh hoa, rồi nhanh chóng khép lại như là một cái miệng lớn ngoạm lấy loan đao trong tay hàn lập. Bạch quang trào ra ở mũi thương, hóa thành một đạo quang tiến màu trắng, cấp tốc găm vào ngực hàn lập. Đồng thời, tay cốt thiên tầm vung lên, một đạo ô quang theo đó bay ra, chính là miếng phủ điêu ma viên của thạch xuyên không lúc trước bục một tiếng miếng phủ điêu vỡ vụn một vòng xoáy màu đen từ trong bộc phát ra từ trong đó chui ra đầu ma viên lân thú nọ nhưng hình dáng co lại so với lúc trước gần một cái đầu vò tới hàn lập mà đánh ma viên bỗng run người một cái rất nhiều gai nhọn như tiêm chùy trên thân thể liền bắn ra bên ngoài hóa thành vô số đạo ô quang hướng về phía hàn lập chụp xuống bao phủ thân hình hắn cùng lúc cốt thiên tầm ném trường thương đi hai tay vũ động sáu chuôi đoàn đao trắng muốt bắn ra từ trong tay áo hóa thành sáu đạo bạch quang mơ hồ hướng về phía thạch xuyên không đánh tới từ đầu đến cuối mục tiêu của nàng đều là thạch xuyên không giờ phút này thạch xuyên không không cách nào nhúc nhích tuy mắt thấy bạch quang kéo tới nhưng cũng không thể tránh né chỉ có thể nhắm mắt đợi chết mà thôi nhưng vào thời khắc này ầm ầm một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên nhưng lại là từ phía hàn lập truyền đến chỉ thấy huyền khiếu toàn thân hắn giờ phút này đồng loạt rực sáng lên lập tức hóa thành một quầng sáng trắng khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng mà bộc phát. Quang tiến màu trắng phát ra từ mũi thương và đoàn gai nhọn màu đen phóng ra từ thân thể ma viên vừa chạm tới quầng sáng trắng tỏa ra từ hàn lập thì lập tức đình trệ rồi vỡ vụn tiêu tán. Ma viên cũng bị làn sóng ánh sáng kia quét chúng, thân hình bay đi như diều đứt dây, bị văng mạnh vào một tòa kiến trúc gần đấy làm tất cả sụp xuống, đem thân thể nó vùi lấp xuống dưới. Đồng thời, chân hàn lập trở động, cả người hắn lập tức biến mất giống như thuấn di, rồi trong tích tắc xuất hiện trước mặt thạch xuyên không tay phải hắn vung lên sáu chuôi đoàn đao chuẩn bị đâm vào thạch xuyên không lập tức biến mất vô ảnh vô tung rồi thình lình rơi cả vào trong tay hắn cốt thiên tầm nhìn thấy cảnh này trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ hàn lập khẽ liếc sáu chuôi đoàn đao rồi lập tức nhìn về phía cốt thiên tầm cánh tay lại vung lên hưu một tiếng sáu chuôi đoàn đao hóa thành sáu đạo bạch quang phát ra tiếng rít phá không khủng bố lệch tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đây mà bay ngược lại sắc mặt cốt thiên tầm rốt cuộc đại biến tay nhanh như chấp chụp lại trường thương màu trắng rung lên một cái thanh loan đao màu trắng liền bắn ra vừa vặn va chạm với một đạo bạch quang cùng lúc trong không trung xuất hiện năm thương ảnh màu trắng như năm đóa hoa lớn ngăn chặn năm đạo bạch quang còn lại keng 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 tiếng kim khí va chạm liên tiếp nổ vang thân thể cốt thiên tầm bị chấn động rất mạnh liên tiếp thối lui bảy tám bước trong mắt nàng ta hiện lên sự khiếp đảm rồi đột một quay người nương theo dư chấn mà bỏ chạy tốc độ của nàng vốn dĩ cực nhanh nay lại mượn lực phản chấn từ sáu chuôi đoản đao mà chạy nên càng nhanh chỉ thấy lóe lên một cái thân hình đã bay ra ngoài ngàn trượng trong nháy mắt đã muốn trốn đi mất bất quá vào thời khắc này phía trước cốt thiên tầm nhoáng lên một cái thân ảnh hàn lập như quỷ mị hiện ra chặn mất đường đi của nàng bộ dáng cốt thiên tầm phảng phất như gặp quỷ bước chân lập tức dừng lại cốt đạo hiếu người rốt cuộc là ai hàn lập nhìn thẳng vào mắt cốt thiên tầm mở miệng hỏi lệ đạo hiếu Ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy? Nếu như ngươi muốn bảo vệ Thạch Xuyên không, ta liền thành toàn cho ngươi. Thần sắc cốt thiên tầm đã khôi phục bình tĩnh, khóe miệng ẩn hiện một tia cười nhạt. Ngươi thực ra là ai? Đừng ép ta thực sự xuống tay với ngươi. Hàn Lập nói dành dò từng chữ một, chương 937, thánh hài Lệ đạo Hiếu có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Việc này đối với ngươi tuyệt đối không có lợi gì. Mặt cốt thiên tầm không đổi sắc, mở miệng nói ra hàn lập cũng không mở miệng trả lời mà từ từ giơ cánh tay lên trên người hắn lại lần nữa hiển hiện hào quang màu trắng kèm theo một cỗ khí thức cực kỳ to lớn từ trên người hắn phát ra cỗ khí thức này so với khí thức vừa nãy phát ra để ngăn cản công kích của cốt thiên tầm càng thêm mạnh mẽ hơn nữa còn mang theo sự hung bạo phảng phất như một đầu hung thú tuyệt thế vừa mới tỉnh lại đè ép về phía cốt thiên tầm hà tất phải làm như vậy ta nói là được cốt thiên tầm nhìn hàn lập thở dài nói ra hàn lập nghe vậy liền ngừng động tác lại tạm dừng dùng khí thức đè ép cốt thiên tầm nhưng cũng không tản nó đi ta là sắc mặt cốt thiên tầm khẽ thả lỏng lập tức mở miệng nói ra vừa nói được nửa câu chợt cốt thương màu trắng trong tay nàng không có chút dấu hiệu nào đâm tới phảng phất như con rắn độc đột một lao đến đả thương người đâm về phía hàn lập dường như đã sớm đoán trước được cánh tay hàn lập nhìn như tùy ý vung lên đã nắm được cốt thương màu trắng vào trong tay hắn đang định vận lực phản kích thì đúng lúc đó cốt thương run rẩy dữ dội, tinh khiếu trên cốt thương chợt đều tỏa ra hào quang, hóa thành một đoàn mặt trời màu trắng. Một tiếng ầm vang thật lớn, thân thanh cốt thương nổ tung ra, hóa thành 10 mảnh vỡ, mang theo tiếng rít đáng sợ, đều bắn về phía Hàn Lập. Còn mũi thương lóe lên, rồi vỡ tung, hóa thành bốn cánh hoa màu trắng. Hơn nữa, bốn cái cánh hoa này ngay lập tức nhanh chóng bắn ra, hóa thành bốn đạo tàn ảnh màu trắng, lao về phía lồng ngực của Hàn Lập. Tốc độ của những cánh hoa màu trắng này còn hơn xa những mảnh vỡ kia chúng lóe lên, liền đã cách trước ngực Hàn Lập khoảng chừng nửa thước, đồng thời những nơi chúng đi qua, hư không trực tiếp hiện lên từng đảo hắc tuyến. Hàn Lập cũng không ngờ lại có biến hóa này, nhất thời nhíu mày, tiếp đó cả người hắn lập tức bắn ngược về phía sau, đồng thời đánh ra một quyền vào hư không. Ầm ầm, hư không phía trước hắn trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một vách tường ngăn cách vô hình. Lúc này, bốn cánh hoa màu trắng do mũi thương biến thành đang bị ngưng động ở giữa không trung, phảng phất bốn con cá hung dữ còn sống, nhanh chóng dẫy dụa vùng vẫy như có ý đổ đâm xuyên vách tường vô hình kia. Thế nhưng bốn cánh hoa chỉ đâm xuyên được chừng nửa thước, cuối cùng cũng ngừng lại. Còn những mảnh vỡ cốt thương đâm vào trên vách tường vô hình, cũng phát ra liên tiếp tiếng vang ầm ầm thật to, rồi cũng bị ngăn cản lại. Lệ đạo hiếu, sau này còn gặp lại. Tại thời điểm cốt thương nổ tung thì trong nháy mắt cả người cốt thiên tầm sớm đã bay nhanh trốn thoát về phía xa, chớp mắt đã thoát ra khỏi ngàn trường, nhưng trong không trung vẫn còn lưu lại âm thanh lạnh nhạt của nàng, trong âm thanh không lộ chút vui buồn nào. Cả người Hàn Lập khẽ động, định đuổi theo lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, trong đống gạch đá từ tòa kiến trúc sụp đổ gần Thạch Xuyên Không chợt nổ tung, từ đó bắn ra một đạo thân ảnh màu đen, nhào về phía Thạch Xuyên Không, không ngờ chính là con ma viên bị Hàn Lập đánh bay. Trong miệng ma viên gầm thét lên, nắm đấm thật lớn như lôi điện đánh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, đánh về phía đầu Thạch Xuyên Không. Hàn Lập nhướng mày, liền thu lại ánh mắt từ trên người cốt thiên tầm, thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Dầm một tiếng vang trầm đục thật to, nắm đấm của ma viên cách đầu thạch xuyên không nửa thước liền ngừng lại, bởi vì trước nó bất ngờ có một bàn tay xuất hiện, nâng nắm đấm của ma viên, mặc cho ma viên dùng sức như thế nào, cũng không cách nào đè ép xuống mảy may. Cả người hàn lập lập tức nổi lên, một cánh tay khác của hắn mơ hồ một cái. Một tiếng ầm vang thật lớn, cả người to lớn của ma viên giống như cọng rơm bắn ra, bay lên giữa không trung rồi cả người nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số hắc khí tán loạn đầy trời. Mà giờ phút này, thân ảnh cốt thiên tầm sớm đã biến mất vào sâu trong tòa kiến trúc phía xa, không còn thấy tăm hơi đâu cả. Hàn lập nhìn một cái về phía xa nơi nàng bỏ chạy. Tuy là lúc này cốt thiên tầm đã chạy rất xa nhưng giờ phút này mà đuổi theo, hắn nắm chắc năm thành đuổi kịp nàng. Tuy vậy, hắn cũng không có đuổi theo. Mặc dù cốt thiên tầm không nói, nhưng đối với chuyện vì sao nàng ấy lại muốn giết thạch xuyên không, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Hàn Lập đảo mắt nhìn về phía Thạch Xuyên không đang nằm trên đất, đang định mở miệng. Thì thấy Thạch Xuyên không đưa mắt nhìn tới, khó khăn nhấc tay lên, hơi lung lay vài cái. Hàn Lập thấy vậy, đuôi lông mày khẽ động, cũng không mở lời nữa. Thạch Xuyên không hít một hơi thật sâu, thò tay vào trong thiếp thân đã bị tàn phá và dính đầy máu, lấy ra một bình ngọc màu trắng, rồi đổ ra một viên đan dược màu đỏ như máu, mau chóng ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, Hai gò má của y lập tức trở nên đỏ hồng một mảnh, những vết thương trên người y cũng nổi lên từng tia từng tia ánh sáng màu hồng. Trong hào quang màu hồng quấn quanh, những vết thương nhanh chóng khép lại, hầu như mấy hơi thở sau liền biến mất toàn bộ. Trong mắt Thạch Xuyên không chợt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm, món tay y không ngừng điểm khắp nơi trên người. Phốc một tiếng vang nhỏ, trước ngực của y hiện ra một đạo ánh sáng màu máu óng ánh, khẽ chập chờn. Hàn Lập thấy cảnh này, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Thạch Xuyên không thấy hào quang màu máu xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay lay động càng nhanh, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Một trận âm thanh ào ào mơ hồ từ trong cơ thể y truyền ra, giống như dòng sông chảy xiết vậy. Hào quang màu máu óng ánh trước ngực Thạch Xuyên không khẽ chập chờn, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển, từ trước ngực di chuyển đến cánh tay trái của y. Vẻ mặt y ngưng tụ, tiếp đó y nhấc bàn tay phải lên dựng thẳng thành đao, không chậm trễ chút nào hung hăng chém xuống bờ vai trái của y chém nứt cả đầu cánh tay trái rơi xuống. Cánh tay trái vừa rời khỏi người thạch xuyên không, thì hào quang màu máu trên đó lập tức tỏa sáng, hóa thành ngọn lửa màu máu, bao phủ cả cánh tay trái kia vào bên trong, đốt cháy hừng hực. Hàn lập thấy vậy, liền bắt lấy thân thể thạch xuyên không, rồi kéo y qua bên cạnh. Giờ lúc này vẻ mặt đỏ hồng của thạch xuyên không cũng chưa tán đi, không những như vậy, trên miệng vết thương trên vai trái y cũng lóe lên quang mang, khiến cho vết thương lập tức ngừng đổ máu, sắc mặt của y cũng liền thả lòng mà giờ khắc này cánh tay trái của Thạch Xuyên không đã hóa thành cho tàn ngọn lửa màu máu cũng đã biến mất chỉ còn lại có mỗi một giọt huyết châu óng ánh như ngọc đang lơ lửng ở nơi đó Hàn Lập thấy vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đừng động trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của Thạch Xuyên không Hàn Lập nghe vậy trong lòng hơi động lặng lặng đứng ngay tại chỗ không có nhúc nhích huyết châu óng ánh rung động nhẹ nhàng giống như đang cảm nhận tình hình xung quanh một lát sau rốt cuộc nó cũng bỏ qua vèo một tiếng chui xuống đất không thấy bóng dáng đâu nữa. lúc này sắc mặt Thạch Xuyên không mới thả lỏng ra, miến cưỡng đứng lên, tay phải lần nữa luồn vào trong ngực lấy ra một viên đan dược giống như huyết ngọc, rồi ăn vào. bên vai trái của Y lập tức tỏa ra hào quang màu máu sáng rực, chỗ cánh tay cụt của Y mọc ra vô số thịt lồi, điên cuồng sinh trưởng. ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền mọc dài ra một cánh tay như lúc ban đầu. Hàn lập thấy vậy, con mắt hơi sáng lên. nếu ở bên ngoài chỉ cần thúc giục thiên địa linh khí là có thể mọc ra tay chân bị chặt đứt, điều này không phải là việc khó gì, nhưng ở trong tích lân không cảnh mà muốn làm như vậy, không chút dễ dàng nào. Mặc dù cánh tay bị đứt đã dài ra, nhưng sắc mặt thạch xuyên không vẫn như cũ tái nhợt vô cùng, y liền khoanh chân ngồi xuống, thúc giục lực lượng khí huyết trong người, luyện hóa đan dược. Hàn lập cũng không quấy dày, mà yên lặng đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua ba ngày ba đêm sắc mặt thạch xuyên không cũng đã khôi phục lại không ít, từ từ mở mắt ra, rồi tiếp đó thở ra một hơi thật dài, lúc này mới đứng lên. Thế nào, không sao chứ, chẳng biết lúc nào Hàn Lập đã đứng lên, hỏi, lệ đạo hiếu, lần này nhờ có người giúp đỡ, nếu không chỉ sợ ta phải chết ở chỗ này rồi. Thạch xuyên không cười khổ một tiếng, nói ra, ta và ngươi đã là bằng hiếu, sao phải nói những lời này, thế nhưng huyết châu vừa nãy là chuyện gì vậy? Hàn Lập khoát tay áo, hỏi, đó là bí thuật huyết tung của lão ách quái. Lão có thể trồng tinh huyết của lão vào trong thể nội của người khác, trong khoảng cách nhất định lão liền có thể giám sát được hết thảy động tính của đối phương. Vừa vặn ta mới bị bạo không giới phủ ảnh hưởng đến, tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng lực lượng bạo không giới phủ đã vô tình phá hủy bộ phận bí thuật huyết tung, lúc này ta mới có thể khu trừ nó ra ngoài cơ thể. Thạch Xuyên không giải thích nói, thì ra là vậy, xem ra trong tích lân không cảnh này tuy là bị ngăn cách thiên địa nguyên khí, nhưng mà loại dị thuật này lại có không ít a Hàn lập nhẹ gật đầu, lúc trước cũng bởi vì bí thuật huyết tung này, mà tại hạ mới có thái độ lạnh nhạt với lệ đạo hiếu, mong rằng ngươi chớ trách. Thạch xuyên không lập tức có chút áy náy nói ra, dưới tính cảnh của thạch đạo Hữu lúc đó, làm như vậy hiển nhiên không sai. Thế nhưng ta có chút không rõ cho lắm, vì sao ách quái lại trồng bí thuật huyết tung vào trong người của ngươi chứ? Ánh mắt hàn lập sáng lên, hỏi, thạch xuyên không nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại, trong mắt lập tức hiện lên một tia ảm đạm nhất thời không có mở miệng hàn lập cũng không có ý thúc giục y mà chỉ lẳng lặng nhìn qua thạch xuyên không vừa rồi nếu không có lệ đạo hữu người giúp đỡ hiện giờ ta đã là một bộ thi thể rồi đối với những chuyện phát sinh lúc trước ta cũng không giấu giếm gì nữa kỳ thật ta theo ngươi vào tích lân không cảnh này ngoại trừ giúp ngươi tìm kiếm tử linh còn có một mục đích khác phải nói là ta tiến vào tích lân không cảnh cũng chính là vì việc này thạch xuyên không trầm mặc khoảng chừng một khắc đồng hồ lúc này mới ngẩng đầu nói ra a à, mục đích khác là gì vậy hàn lập cũng không kinh ngạc lúc trước thạch xuyên không đối thoại với thạch trảm phong hắn đã mơ hồ đoán ra được thạch xuyên không vào tích lân không cảnh là có mục đích khác rồi là vì tìm kiếm tích lân thánh hài trong mắt thạch xuyên không lóe lên tinh mang chậm rãi nói ra tích lân thánh hài chấm đó là thứ gì ánh mắt hàn lập khẽ động mở miệng hỏi cụ thể ta cũng không rõ cho lắm nghe nói là một kiện bảo vật tuyệt thế trợ giúp đột phá bình cảnh đại la rất có thể nó được giấu ở trong đại khư trong mắt thạch xuyên không chấp động lên thần thái hưng phấn hàn lập chỉ khẽ vuốt cằm dường như không có phản ứng gì quá lớn vốn ta vì tam ca mới vào trong tích lân không cảnh hiện giờ tất nhiên là không cần nữa tiếp đó ta muốn vì mình mà sống lệ đạo hiếu trong tay ta có nắm một vài tư liệu đại khư chính là tam ca cho ta ách quái cầm tù ta nguyên nhân rất lớn là muốn đạt được những tài liệu kia lệ đạo hiếu không biết ngươi có hứng thú cùng với ta đi tìm tích lân thánh hải kia hay không vật này có trợ giúp rất lớn đối với ngươi thạch xuyên không thở dài lời nói xoay chuyển nói ra nói như vậy ách quái tiến vào đại khư cũng là vì muốn đạt được bộ thánh hải kia sao hàn lập hỏi hơn phân nửa là như vậy thế nhưng trên người này có không ít bí mật mấy năm nay theo ta quan sát ngoại trừ thánh hải dường như ách quái vẫn còn đánh chủ ý khác nữa thạch xuyên không nhíu mày nói ra nếu mà mục đích ách quái cũng là vật này chúng ta muốn tìm kiếm thành hài mà nói mơ hồ chẳng khác nào cùng với ách quái là địch việc lớn này ta cần phải suy tính một chút mới có thể trả lời chắc chắn với ngươi được hàn lập trầm ngâm nói chuyện này là hiển nhiên thạch xuyên không lập tức gật đầu thời gian kế tiếp hai người cũng không lên đường mà tiếp tục tu dưỡng ngay đó nguyên nhân chủ yếu là lần này thạch xuyên không bị thương quá nặng hiện giờ nhìn không có gì đáng ngại nhưng kỳ thật bên trong nguyên khí đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cần thời gian giải tính dưỡng mới có thể dần dần khôi phục. Hai người bọn hắn ở đây tu dưỡng trọn vẹn 3 ngày, Thạch Xuyên không mới khôi phục được khoảng chừng năm thành nguyên khí, lúc này hai người bọn hắn mới đi sâu vào trong quảng trường. chương 938, dị động, đại khư, bên trong cung điện một nơi nào đó, cung điện diện tích rất lớn, chu vi ước chừng cỡ mấy trăm trượng, mặt đất trải gạch màu u lục, vách tường xung quanh cũng là màu sắc cùng dạng, khiến cho trong điện tràn đầy một cỗ khí tức âm lãnh quỷ dị. Ngay chính giữa cung điện, một đài tế đàn hình vuông cao chót vót, có ba bóng người đang đứng ở trên đài người đứng giữa chính là ách quái lục hoa phu nhân và nam tử mũi ưng thì một trái một phải hầu hạ ở bên cạnh lúc này trên mặt đất phụ cận tế đài một mảnh hỗn độn không ít hố sâu bị đào lên trong hố giải rác không ít mảnh vụn khôi lỗi hiển nhiên đã trải qua một trận kịch chiến kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết ách quái không để ý đến xung quanh ánh mắt nhìn lên đỉnh tế đài đỉnh tế đài lộ ra hình tròn bóng loáng nhẵn nhụi tinh thần phù văn phía trên hiện ra dày đặc, tạo thành một cái pháp trận tinh thần phức tạp. Trung tâm pháp trận tinh thần có cắm một thứ gì đó màu đỏ như máu. Vật này hơn phân nửa nhập vào bên trong tế đài, nhìn không tới cụ thể là nơi nào. Bạch quang trói mắt từ bên trong pháp trận tinh thần phát ra, tạo thành một cái cột sáng màu trắng, một mực bảo vệ vật huyết sắc kia ở trong đó. Lục hoa đạo hiếu, ách quái nhìn lục hoa phu nhân một cái. Lục hoa phu nhân nghe vậy, đáp ứng một tiếng, vội vội vàng vàng bận rộn ở trên tế đài, sắp xếp từng cái khí cụ ở xung quanh pháp trận bảy trận cấm chế tinh thần, đồng thời lấy ra tinh lan bút, nhanh chóng bắt đầu khắc vẽ bên ngoài pháp trận. Ước chừng bận rộn hơn nửa canh giờ, lão mới dừng tay lại, bỗng chốc ở trên tế đài bên ngoài pháp trận tinh thần, một đạo trận pháp cấm chế lại vừa được bố trí. Lục Hoa phu nhân trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó bấm ngón tay điểm một cái, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay lão bắn ra. Pháp trận bên ngoài tế đàn bỗng nhiên vận chuyển, ông ông chuyển động, từng đạo bạch quang từ trong bắn ra, chui vào bên trong cột sáng màu trắng trên tế đài. Những đạo bạch quang này cũng không mãnh liệt, nhưng khi chui vào bên trong cột sáng màu trắng, ngay lập tức cột sáng như gặp phải khắc tinh vậy, nhanh chóng tán loạn, lộ ra vật huyết sắc bên trong. Ha ha, Lục Hoa đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, dễ dàng phá vỡ tinh quang thiên tuyển đại trận này như vậy. Ách quái mắt thấy cảnh này, hài lòng cười nói, thành chủ quá khen, bất quá kính xin nhanh một chút, do ta vội vàng bố trí phản thiên tuyển đại trận nên hiệu lực sẽ mất đi rất nhanh. Lục hoa phu nhân khiêm tốn một câu, nói, ách quái nghe vậy gật đầu, thân hình khẽ động liền leo lên tế đài, đi tới vật huyết sắc kia. Trận văn trên tế đài cũng không mất đi hiệu lực, nhưng bị ách quái đạp mạnh một cái, lập tức giống như là bị cái gì kích thích vậy, tản mát ra bạch quang trói mắt, tựa như vô số quang tiễn bắn về phía ách quái. Chẳng qua là những thứ bạch quang này tới gần thân thể ách quái, ngay lập tức ảm đạm xuống, yên ổn lại, không thể ngăn cản bước chân của gã lại chút nào. Ách quái thong thả đi đến, qua mấy bước tới bên cạnh vật huyết sắc kia, đưa tay nắm lấy, sau đó dùng lực kéo lên một cái. Vật huyết sắc toát ra huyết quang chói mắt, từ từ được nâng lên. Giờ phút này toàn bộ tế đàn lập tức ầm ầm lay động, ngay cả xung quanh đại điện cũng run run không dứt. Ách quái cũng không để ý tình huống xung quanh chút nào, sắc mặt nghiêm túc, trên cánh tay lúc ẩn lúc hiện hào quang huyền khiếu, tựa hồ đối với gã mà nói, kéo vật huyết sắc này ra cũng không dễ dàng. Vật huyết sắc dần dần bị kéo ra, nhưng vật này lại là một cây dài nửa thước chẳng qua là phía trên huyết quang quá mức sáng ngời không thấy rõ vật này cuối cùng cũng bị kéo ra rồi bùng một tiếng thanh âm vỡ vụn phát ra tất cả bạch quang trên tế đài toàn bộ ảm đạm phía trên trận văn cũng thay đổi thành màu xám cho trên vật huyết sắc huyết quang cũng toàn bộ tiêu tán lộ ra diện mục thật sự đó là một cái chìa khóa cổ xưa dài nửa thước toàn thân huyết hồng tựa hồ dùng cổ ngọc nào đó chế tạo thành trên mặt chìa khóa ẩn hiện từng mảnh phù văn vô cùng nhỏ nhìn cũng không phải là vật phàm chiếc thứ hai ách quái nhìn chìa khóa trong tay trong miệng lẩm bẩm nói chúc mừng thành chủ nam tử mũi ưng chúc mừng lục hoa phu nhân thì mặt đầy dửng dưng không nói gì cùng lúc đó đại khư nơi nào đó trong hang động đen kịt dưới đất trên vách đá ở đỉnh hang động minh khắc từng đạo đường vân huyết sắc răng khắp nơi tạo thành một cái pháp trận lớn vô cùng từng tia huyết quang từ trong pháp trận phát ra chiếu sáng một chút không gian đen kịt mơ hồ có thể thấy trên mặt đất ở dưới pháp trận nguyên một đám người đang đứng yên. Những bóng người này lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết bao nhiêu người. Đỉnh hang động pháp trận huyết sắc chợt kịch liệt lóe lên hai cái, sau đó hoàn toàn tắt, toàn bộ bên trong hang động dưới đất hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng mà vào thời khắc này, ánh mắt một bóng người đứng trên mặt đất chợt lóe, sáng lên hai điểm bạch quang, đầu rũ xuống chậm rãi ngẩng lên. Tựa như là ngòi nổ được châm ngòi, ánh mắt những bóng người còn lại lần lượt từng cái một cái liên tiếp sáng ngời, trong nháy mắt toàn bộ hang động vô số điểm bạch quang sáng lên, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm chấp động không thôi. Đối với những biến cố phát sinh dưới đất lúc này, hai người Hàn Lập và Thạch Xuyên không tự nhiên không biết chút nào. Lúc này thì bọn hắn còn đang thăm dò chỗ sâu dưới quảng trường tế đàn. Tòa quảng trường này diện tích quả thực quá lớn, hai người lại ước chừng thăm dò hơn nửa ngày, mới rốt cục ở chỗ sâu tìm được một tòa thần điện bí mật. Thần điện cao không quá trăm trượng, toàn thân được xây từ những viên đá cực lớn màu đen xếp chồng lên nhau, bên ngoài cũng không trang trí điêu khắc gì nhiều chẳng qua trên hai tấm cửa đá cực lớn đang đóng chặt là phù điêu hiện lên một mảnh tinh đồ màn đêm lạ lẫm lệ huynh ta đánh cuộc bên trong tòa thạch điện này nhất định có khôi lỗi thực lực mạnh mẽ vượt xa trước đây người có tin hay không thạch xuyên không nhìn lên phù điêu phía trên cửa đá cười hỏi không đánh cuộc với ngươi đánh cuộc thắng không có gì lời thua thì càng là suối quẩy không có lợi lắm hàn lập lắc đầu nói hai người một đường mà đi tìm kiếm không ít di tích kiến trúc, phần lớn đều là không thu hoạch được gì, dọc đường còn gặp phải một ít khôi lỗi, thực lực cũng không quá mạnh mẽ, rất nhanh đều đã bị bọn hắn thu thập. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không trước mắt vốn có tính cá cực không nhỏ, cảm giác thấy gã so với trước kia có chỗ nào đó tựa hồ không giống nhau, loại biến hóa nhỏ xíu này cũng không phải là nói là mặt ngoài hoặc là tu vi khí tức, mà là một loại cảm giác không lột tả rõ được. Nguyên nhân trong lòng Hàn Lập rõ ràng, chẳng qua là về sau một đường đi tới, hắn lại cũng không có đề cập qua, dù sao bất kể Thạch Xuyên không nghĩ như thế nào, khoản nợ bạo không giới phù này, Hàn Lập chính là ghi tạc trong lòng. Đi thôi, Hàn Lập dứt bỏ tâm trạng hỗn loạn trong lòng, nói. Dứt lời, hắn khi đó một bước đi lên phía trước, một tay đè chặt một cánh cửa đá nặng nề, dùng sức đẩy một cái về phía sau. Âm ầm ầm, nương theo với một hồi âm thanh va chạm cực lớn vang lên, phiến cửa đá kia lui về phía sau mở ra, lộ ra một lỗ hổng rộng cỡ hai người, bên trong tối om, truyền tới một mùi mốc meo. Hàn Lập sau khi đánh giá một chút, một tay cầm chuôi loan đao màu trắng, lắc mình đi vào. Thạch Xuyên không theo sát phía sau, cũng đi vào theo. Hai người lúc này vừa tiến vào bên trong, trên hai bên vách đá thần điện liền đằng một cái sáng lên một đoàn lửa, tiếp đó dọc theo rãnh trên vách tường đá lan ra hai đạo hỏa tuyến, thắp sáng lên toàn bộ thần điện. Sau đó trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi vị có chút ngây ngấy, tựa hồ đúng là mùi từ dầu mỡ bị thiêu đốt. Ở dưới ánh lửa chiếu, Hàn Lập đảo qua toàn bộ đại điện liền phát hiện ở trước hai người bọn họ, cách đó không xa trên mặt đất, xây cất một cái ao nước hình chữ nhật không lớn không nhỏ. Bên trong ao nước đã khô cạn, có hai cây cầu đá hình vòng màu trắng một ngang một dọc phát ngang qua. Bốn phía trên vách đá, chạm trổ nhiều loại hình vẽ hình hoa, đường cong mềm mại nhưng hình khối lại rõ ràng, chính giữa sen lẫn một ít các loại hình vẽ dị thú, nhìn mười phần hoa mỹ, tinh xảo. Tại nơi cuối cùng thần điện, có bảy tám tòa tượng đá đen xì đứng thẳng, trong đó hai cái đối diện nhau, cả hai đều đang trong tư thế đứng thẳng. Trong đó pho tượng bên trái, chính là một tên nam tử ma tộc thân hình cao lớn, một đầu tóc ngắn dựng thẳng đứng, trông xấu xí, giam nhanh lồi ra bên ngoài, mặc trên người một món ma giáp đen nhánh, trong tay còn chống một cây tề mi trường côn màu tím đen. Cây gậy kia bất quá lớn bằng cánh tay trẻ con, phía trên điêu khắc đầy hoa văn lôi vân, nhìn qua so với chất liệu pho tượng tựa hồ cũng không giống nhau. Ở pho tượng bên phải, thì chính là một nữ tử nhân tộc vóc người mảnh khảnh, dung mạo điêu khắc vô cùng đẹp, dung mạo ngũ quan 10 phần linh động, trên người vạt áo tung bay, nhìn thật giống như đang lăng không cưỡi gió, trông rất sống động. Hai tay nâng ở trước ngực, trong lòng bàn tay là một cái chìa khóa màu đỏ như máu, có kích thước so với bàn tay không chênh lệch bao nhiêu, dưới ánh lửa chiếu, chiết xạ ra hào quang giống như tinh thạch. Ở vị trí dưới tay hai người bọn họ, còn chia ra hai bên mỗi bên ba cái tượng lực sĩ chấp kích một gối nửa quỳ, dung mạo tất cả đều giống nhau như đúc, nửa người trên hở ra cơ bắp lộ rõ, thoạt nhìn cảm thấy sức lực tràn đầy. Hai người hàn lập nhìn nhau một cái, đồng thời dọc theo thềm đá trước người đi xuống, đi tới bên cạnh bờ ao, mỗi người quan sát ao nước khô khốc trước người một chút, một trước một sau đi lên cầu đá hình vòm kia thông sang bên đối diện. Hai người đi tới giữa cầu vòm phía trên ao, bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân khẽ run lên, trong lòng cả hai đều là thoáng căng thẳng. Vội vàng kiểm tra trái phải một cái, nhưng không phát hiện có cái gì khác khác thường. Dầm dầm, ngay tại lúc này, dưới cầu đột nhiên có một hồi tiếng nước chảy truyền ra không biết từ đâu hàn lập cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện phần đáy ao tựa hồ có một con suối chính giữa đang có nước chảy ồ ồ từ trong tràn ra rất nhanh đã lan ra đến toàn bộ ao nước đây là thạch xuyên không cũng có chút nghi ngờ nói có chút cổ quái chúng ta hay là qua bên kia trước rồi nói sau hàn lập cau mày nói vừa dứt lời tiếng nước chảy rầm rầm này bỗng nhiên lớn hơn nước suối phun trào dưới đáy ao tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh rất nhanh đã đầy hơn phân nửa ao nước. Cùng lúc đó, từ trên mặt nước từng đợt sương mù màu trắng cũng theo đó bay lên cuồn cuộn, bao phủ xung quanh lại. Trong lòng Hàn Lập có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy trên mái vòng thần điện, đang có ánh sáng màu trắng chấp động lốm đa lốm đốm, nhìn tựa hồ như là một mảnh tinh đồ rực rỡ. Chân mày hắn hơi nhíu lên, cùng Thạch Xuyên không cùng nhau bước về trước một bước. Một bước này bước ra, trước người chính là đột nhiên vật đổi sao rời, đi vào trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Bốn phía vang lên truyền tới từng hồi tiếng nhạc sáo trúc huyền tấu, từng nữ tử một mặc quần áo năm màu lộng lẫy, tướng mạo xinh đẹp, hoặc là hai tay đang ôm bộ ngực đẩy đà trước người, hoặc là đang cầm một chiếc bạch ngọc tỷ bà quá đỉnh đầu, ôm ngược lấy nó ở trên cổ, vừa gảy đàn, vừa lắc eo, nhảy vũ điệu phong tình kịch liệt dị thường. Chương 939, tầng tầng ngăn chặn, không thể tưởng được, ở đây lại có thể gặp được ảo trận dị tượng này. Hàn Lập không có kinh hoàng, vừa cười vừa nói lệ huynh tâm tư ngươi lại bình thản như vậy ảo trận này thật không đơn giản ta mới thử dùng bí thuật thần niệm trong tộc xóa bỏ nhưng đã thất bại ngươi nếu có biện pháp phá nó vẫn nên tranh thủ lúc ảo trận chưa biến thành sát trận toàn lực ra tay đi thạch xuyên không nhìn về phía hàn lập cười khổ một tiếng nói ra hàn lập gật đầu nhẹ không nói gì thêm yên lặng vận chuyển luyện thần thuật theo thần niệm lực tăng cường hắn nhìn lại bốn phía liền thấy những nữ tử xinh đẹp da trắng nõn nà nhảy múa nhanh nhẹn kia, vậy mà tất cả đều biến thành ác quỷ khô cốt, dung nhan mục nát, gương mặt khô héo, nhìn kinh người đến cực điểm. Hí, y y, Hàn Lập có chút kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không cách nào phá được nó? Thạch Xuyên không hỏi, ảo trận này thật có chút môn đạo, chỉ có điều muốn phá hẳn là cũng không khó. Hàn Lập cười cười, có chút tự tin nói, hắn vừa dứt lời, dị biến phát sinh những nữ tử ác quỷ đã hóa thành mục nát kia, dường như phát hiện Hàn Lập đang phá trận, nguyên một đám vứt bỏ đàn tỳ bà trong tay, nhao nhao rũi ra năm ngón tay dài như quỷ chảo, đánh tới hắn. Phá cho ta, Hàn Lập ra sức thúc dục tầng năm công pháp luyện thần thuật, trong miệng phát ra một tiếng hét to. Toàn bộ đại điện tựa như vang lên một tiếng sấm sét, ngay cả Thạch Xuyên không cũng cảm thấy tim chấn động mạnh một cái. Những nữ tử ác quỷ kia chưa kịp xông đến trước người hắn, dưới một tiếng hét to này, thân hình nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành một mảnh hỏa tinh màu đỏ sậm tiêu tán ra. Nhưng mà, sau khi nữ tử ác quỷ tiêu tán, dị tượng xung quanh lại không có tiêu tán mất, bọn hắn vẫn cứ ở trong tòa cung điện hoa lệ này. Xem ra chỉ có phá trụ cột trận, mới triệt để thoát trận. Thạch huynh, người đứng cho vững, hàn lập suy nghĩ một chút, nói ra, dứt lời, hắn bám bả vai thạch xuyên không, vừa giơ chân đạp mạnh xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất tòa cung điện sụp đổ ầm ầm, hóa thành một hắc động không đáy, thân thể hai người hàn lập cứ như vậy rơi thẳng vào trong đó sau hơn người hơi thở hai người mới cảm giác được đã dừng rơi đứng vững lại lúc nhìn ra bốn phía thì đã về lại bên trong tòa thần điện chỉ là lúc này hai người đang đứng trong cái áo khô cạn cầu vòm đá đã bị gãy hiển nhiên là do bị một cước vừa rồi của hàn lập chấn đạp xem ra trụ cột ảo trận kia chính là cầu vòm đá dưới chân này rồi thạch xuyên không trầm ngâm nói hàn lập nghe vậy gật đầu nhẹ đang muốn nói chuyện thần sắc bỗng nhiên biến đổi quay đầu nhìn lại phía sau thần điện, chỉ thấy 6 pho tượng lực sĩ cầm kích nửa quỳ trên bệ đá kia bỗng nhiên truyền đến từng trận âm thanh ken kết rất nhỏ, mặt ngoài chúng tựa như đồ sứ bị nứt vỡ, hiện ra từng vết nứt rất nhỏ, trải rộng ra toàn thân. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đôi mắt chúng chợt lóe ánh sáng màu đỏ, 6 cái đầu giống như đúc vậy mà tựa như sống lại, đồng loạt cử động, nhìn về phía hai người Hàn Lập. Lại tới nữa, Hàn Lập lắc đầu, 6 tên lực sĩ cầm kích kia trên người vang lên tiếng ken két Từng khối thạch bì bên ngoài bong ra từng mảng, lộ ra thân hình khôi lỗi bên trong, chậm rãi đứng thẳng lên. Trong tay chúng nắm trường kích màu đen, trên mặt có vài chỗ thạch bì không có bong chóc ra hết, lộ ra dấu vết lốm đốm. Sau khi sáu tên này đứng lên, cổ bỗng nhúc nhích như người sống, rồi từng tên tay cầm chặt trường kích, thân hình nhảy lên, ảo ảo phóng đến hai người hàn lập. Sáu tên ở giữa không chung phân ra hai đội, mỗi bên ba tên phân biệt sông về hàn lập và thạch xuyên không, tách bọn hắn ra. Thân hình Hàn Lập lui về phía sau, tránh né một mũi trường kích của một tên lực sĩ trong đó, tiếp theo hai chân đạp một cái, tinh nguyệt hoa dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như quỷ mị phiêu nhiên, gần như lập tức xông đến trước người tên lực sĩ này. Cổ tay hắn chuyển một cái, tay nắm chặt loan đao, quét ngang cổ tên lực sĩ đó. Nhưng mà, đao của hắn chưa đến, bên cạnh một trái một phải, mũi trường kích của hai tên lực sĩ khác cũng đã tới, một mũi đâm đến cổ họng, một mũi đâm thẳng đến đan điền của hắn. Trong lòng Hàn Lập có chút kinh ngạc, bước chân cũng biến đổi, thân hình như con quay tại chỗ xoay một cái, một đao đánh vang trường kích đâm về cổ họng của mình ra, đồng thời một cước đá vang trường kích đâm tới đan điền của hắn. Đúng lúc này, sau tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gió, trường kích lúc trước của tên lực sĩ kia đã đâm tới phần gáy của mình. Hàn Lập mạnh mẽ nghiêng đầu lệch sang một bên, tránh được một kích nguy hiểm này, nhưng trong lòng thì kinh ngạc muôn phần. Ba con khôi lỗi trước mắt này phối hợp với nhau quả thực so với tu sĩ bình thường còn muốn ăn ý hơn, khác biệt một trời một vực với những khôi lỗi hắn đã gặp trên đường lúc trước. Chỉ có điều may mắn là tốc độ bọn chúng không quá nhanh, nếu không phối hợp chặt chẽ như thế, Hàn Lập cũng khó bảo đảm sẽ không bị đâm chúng. Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc nhưng tay chân cũng không chậm chút nào, một tay bắt lấy trường kích đâm tới bên tai, rúi mạnh nó xuống dưới, mượn lực trên bờ vai trực tiếp quảng tên này đi. Không chờ tên lực sĩ cầm kích này rơi xuống đất, tinh nguyệt ngoa dưới chân hắn phát lực, thân hình chợt lóe lên, đuổi tới không trung một đạo bạch hồng quét ngang liền chém ngang người tên khôi lỗi thành hai đoạn bên kia hai tên lực sĩ khôi lỗi giáp công tả hiếu đã dồn thạch xuyên không đến một góc trong ao chỉ thấy hai cây trường kích đan sen đâm tới bị thạch xuyên không bắt giữ ở trước ngực hai mũi kích đè lên theo hình chữ thập gắt gao giữ chặt gã ở góc ao tên lực sĩ khôi lỗi còn lại thì tách ra từ trên cầu vòm đá lăng không nhảy lên hai tay nắm chặt trường kích đâm tới lồng ngực thạch xuyên không thạch xuyên không bị trọng thương chưa lành sức lực và khí lực không bằng lúc trước giờ phút này muốn tránh thoát áp chế để phản kháng cũng không thể làm được trông thấy là sẽ bị trường kích đâm xuyên lồng ngực hàn lập quát lớn một tiếng huyền khiếu dưới bàn chân sáng lên dẫm mạnh vào hư không thân hình trượt vặn loan đao trong tay vung ra ở giữa không trung kéo lê thành một đạo bạch sắc cầu vồng đánh tới tên khôi lỗi kia lực sĩ khôi lỗi cảm ứng được loan đao đột kích sau lưng trường kích đâm tới bỗng nhiên thu lại chờ ngược đón đỡ phía sau vừa kịp ngăn lại loan đao màu trắng. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn này Hàn Lập cũng đã lách mình phóng tới. Hắn chợt nâng lên một quyền, thiên sát chấn ngục công vận chuyển lên, huyền khiếu trên cánh tay bục 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 liên tiếp sáng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền đánh xuống. Khôi lỗi cầm kích kia chỉ kịp xoay hơn nửa mặt, đã bị một quyền Hàn Lập đập vào đầu, toàn bộ cái đầu lập tức như quả dưa hấu chín mọng vỡ vụn ầm ầm. Cẩn thận, đúng lúc này, Thạch Xuyên không bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hàn Lập nghe tiếng, trong lòng biết không ổn, thân thể vô thức trùn xuống, liền cảm thấy một hồi tiếng gió đánh tới sau gáy mình. Hắn còn chưa kịp thoát khỏi chỗ này thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, bị một cỗ man lực trầm trọng như núi đập chúng. Toàn bộ cơ thể hắn mạnh mẽ bị đánh xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt.